Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 84. Lão Thẩm cũng cho rằng là Diệp Bắc Minh đột nhiên lên tinh thần trước khi chết, không cam tâm tùy tiện chém một đường kiếm. Nằm mơ cũng không ngờ đường kiếm này lại có uy lực như vậy. Một đường kiếm giết chết Phó Thí Thiên, cảnh giới chân thần đỉnh phong. Là cái quỷ gì chứ? Lúc này, cơ thể Diệp Bắc Minh đổ thẳng xuống. 15 phút sau ở thần điện thành Thiên Dung. Điện chủ, tất cả xương cốt trong cơ thể người này vỡ nứt, kinh mạch cũng nứt gần hết. Lão Thẩm kiểm tra toàn bộ cơ thể của Diệp Bắc Minh, lắc đầu với Ngư Thất Tình, lão phu đoán, có lẽ đường kiếm cuối cùng là cậu ta đã dùng tất cả sức lực trong cơ thể để chém ra. Cho nên, mới có thể giết được Phó Thí Thiên bằng một đường kiếm. Chính vì vậy, cho nên xương cốt và kinh mạch của anh ta đều nứt gãy hết. Kiểu tổn hại như này không thể cứu vấn, nói cách khác là... Lão Thẩm dừng một chút, vẻ mặt tiếc nuối, cho dù cậu ta có thể sống được, thì cả đời cũng bị phế. Tất cả thiên phú của cậu ta cũng vô dụng, xương cốt và kinh mạch đều mất hết, không thể làm võ giả nữa. Ngư Thất Tình ngẩn người. Nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh nằm trên bàn đá với ánh mắt phức tạp. Thực sự không cứu được ư? Lão Thẩm nghiêm trọng gật đầu, hết cách rồi, trừ phi. Ngư Thất Tình cau mày, trừ phi cái gì? Lão Thẩm suy nghĩ một lát, lắc đầu, không có gì. Trong lòng thầm nghĩ, trừ phi tên nhóc này có được xương cốt của Chí Tôn Thượng Cổ, mới có khả năng đúc tạo căn cốt nghịch thiên. Nếu không từ này là một phế nhân, một đống bùn nhão. Bảo cậu ta có được xương cốt của Chí Tôn Thượng Cổ. Đúng là kẻ ngốc nằm mơ, cho dù có cũng không đến lượt cậu ta dùng đâu. Ngư Thất Tình thấy vậy, giơ tay lấy ra một chiếc bình nhỏ màu xanh. Đưa đến bên miệng Diệp Bắc Minh. Lão Thẩm nhìn thấy cảnh này, kinh hồn bạt vía, điện chủ, đây là tủy thần sữa thánh đó. Thứ này vô cùng quý giá, cô đến huyền giới này canh giữ thành Thiên Dung ngàn năm mới đổi được một giọt, lại cho cậu ta như vậy ư? Ngư Thất Tình lắc đầu, thiên tài như anh ta ngã xuống, thực sự đáng tiếc. Có thể giữ được mạng cho anh ta, cũng coi như rất đáng. Sau khi làm xong tất cả, Ngư Thất Tình vung tay, người đâu, đưa anh ta về học viện viễn cổi. Rõ. Hai người đàn ông trung niên từ trong bóng tối đi ra. Nhìn bóng hình Diệp Bắc Minh biến mất, Ngư Thất Tình thở dài một tiếng, có thể sống được hay không, phải xem tạo hóa của bản thân anh rồi. Trước cổng lớn học viện viễn cổ, mấy người hầu tử, Chu Nhược Giai, Hoa Linh Lung lo lắng chờ đợi. Vương Thần Cương lo lắng cho an nguy của họ, liền cho họ về học viện viễn cổ trước. Lâu như vậy rồi mà chẳng có chút tin tức gì. Đột nhiên, hai người đàn ông trung niên xuất hiện, ném một bóng người xuống rồi quay người bỏ đi. Mấy người nhìn kỹ lại, đồng tử co lại. Ông xã, anh Diệp, Diệp Bắc Minh. Mấy người nhanh chóng xông lên trước, phát hiện Diệp Bắc Minh hôn mê bất tỉnh, khí tức toàn thân vô cùng hư yếu. Sao lại thế này, tổng viện trưởng đâu? Đừng quản nhiều như vậy, đưa anh Diệp về xem tình trạng thế nào đãi. Mấy người lập tức đưa anh vào sâu trong học viện viễn cổ. Đám người Kiếm Phá Thiên, Trương Tuyệt Long xuất hiện, kiểm tra kỹ một lượt. Vẻ mặt biến sắc, sao lại như vậy? Xương cốt toàn thân cậu nhóc Diệp vỡ hết, kinh mạch gần như đứt hết. Cái gì? Mấy người hầu tử, Chu Nhược Giai, Hoa Linh Lung sững sờ. Lúc này, một đệ tử hoảng hốt xông vào, báo. Báo, mấy vị viện trưởng, Thành Thiên Dung có tin rồi. Nói mau. Mọi người cùng nhìn sang người này. Sắc mặt đệ tử này tái nhợt, bên ngoài đã truyền đi khắp rồi. Tổng viện trưởng đã chết. Cậu Diệp với cảnh giới hư vương cố chém giết Phó Thí Thiên, lão tổ của nhà họ Phó có cảnh giới chân thần đỉnh phong. Bản thân đã hoàn toàn trở thành phế nhân. Tổng viện trưởng vẫn lạc. Diệp Bắc Minh tàn phết. Tin tức này tựa như sét đánh, khiến trái tim mọi người tưởng chừng ngưng đập. Mắt Chu Nhược Giai tối sầm lại, ngất xỉu tại chỗ. Nhược Giai. Hoa Linh Lung bước tới, ôm lấy Chu Nhược Giai. Sao lại như vậy được? Tổng viện trưởng vẫn lạc ư? Không thể nào, cảnh giới của Tổng viện trưởng là đế tôn đỉnh phong, sao lại vẫn lạc được? Lão tổ nhà họ Phó ra tay ư? Cảnh giới chân thần đỉnh phong ra tay. Các viện trưởng Kiếm Phá Thiên, Trương Tuyệt Long, Tần Bách Hùng há hốc miệng, nhất thời khó lòng chấp nhận nổi. Hầu tử đứng bên cạnh Diệp Bắc Minh, nhìn mấy vị viện trưởng, các vị tiền bối. Anh Diệp của tôi vẫn còn thời.
Chắc chắn là các ông có cách cứu anh ấy phải không? Học viện viễn cổ mạnh như vậy, chắc chắn các ông có rất nhiều tài nguyên quý hiếm. Chỉ cần các ông chịu cứu anh Diệp, với thiên phú của anh ấy, sau này chắc chắn anh ấy sẽ giúp học viện viễn cổ mạnh lên. Bọn Kiếm Phá Thiên, Trương Tuyệt Long, Tân Bách Hùng liếc nhìn nhau. Mắt Trương Tuyệt Long lóe sáng, hầu tử, tôi biết cậu rất nóng ruột nhưng cậu chớ vội. Chúng tôi đều đã kiểm tra tình hình của cậu Diệp rồi, trước tiên cứ đưa cậu ta tới cấm địa sau núi Tĩnh dưỡng đãi. Chúng tôi đang nghĩ những cách khác. Vâng. Hầu tử cõng Diệp Bắc Minh, nhanh chóng đi tới cấm địa sau núi. Mọi người cũng tản đi hết đi, Trương Tuyệt Long phẩy tay áo, xua những người khác đi. Thấy đám đông đã giải tán, Kiếm Phá Thiên cau mày, ông có ý gì vậy? Cấm địa sau núi cũng không có cách cứu được cậu Diệp đâu. Trương Tuyệt Long cười nhạt một tiếng, liếc nhìn Kiếm Phá Thiên, anh Kiếm, anh thấy tình hình thương tích của cậu Diệp thế nào? Dù có dùng hết tài nguyên của học viện viễn cổ, thì liệu có thể dám chắc được mấy phần có thể chữa khỏi hoàn toàn cho cậu ta? Kiếm Phá Thiên sững sờ. Ông ta biến sắc, hít sâu một hơi, chưa tới 1/10. Thậm chí, ngay cả 1/10 này cũng vẫn còn phải đặt dấu hỏi. Đúng vậy, Trương Tuyệt Long gật đầu, tôi thừa nhận thiên phú của Diệp Bắc Minh rất ấn tượng, hơn nữa, kể từ ngày học viện viễn cổ được thành lập đến nay. Cậu ta còn là người đầu tiên mở được thiên môn, vượt qua được 9999 bậc thang trời. Nhưng cây cao thì đón gió, Diệp Bắc Minh đã tàn phế rồi. Mặc dù may mắn thoát chết nhưng cậu ta không có nổi 1/10 cơ may bình phục, lẽ nào chúng ta vẫn phải lãng phí tài nguyên cho cậu ta ư? Nhưng, Kiếm Phá Thiên cắn răng, định nói mấy câu. Nhưng Tần Bách Hùng trầm ngâm nấy giờ lại chợt lên tiếng, tôi đồng ý với quan điểm của Viện trưởng Trương. Rõ ràng Diệp Bắc Minh đã trở thành một kẻ tàn phế rồi, Tổng Viện trưởng đã chết vì cậu ta. Chúng ta không cần phải lãng phí thêm tài nguyên của học viện làm gì. Tốt hơn hết là hãy để cậu ta tự sinh tự diệt. Ông ta chuyển mắt, nhìn Phong Tuyệt Tình, viện trưởng Phong, viện tuyệt tình của bà thì sao? Phong Tuyệt Tình hừ khế một tiếng, các ông tự quyết định đi, chuyện này chẳng liên quan gì tới tôi. Nói rồi, bà ta xoay người rời đi. Cấm địa của học viện viễn cổ, tỉnh lại rồi, tỉnh lại rồi. Anh Diệp tỉnh lại rồi. Một giọng nói quen tai vang lên. Diệp Bắc Minh mở mắt ra. Trông thấy những khuôn mặt thân quen ở trước mắt mình. Chu Nhược Giai, Hoa Linh Lung, Hầu Tử, Long Khuynh Vũ, Mạc Phong Hành, Mạc Đình Đình. Diệp Bắc Minh thắc mắc, sao mọi người lại nhìn tôi như vậy? Nét mặt của Hầu Tử trông là lạ, anh Diệp, bọn tôi có chuyện này phải nói cho anh biết, anh nhất định không được nghĩ quẩn đâu đấy. Chuyện gì? Diệp Bắc Minh sửng sốt. Mọi người ngập ngừng. Thân là một người tu võ. Chắc chắn sẽ khó có thể chấp nhận chuyện bản thân trở thành người tàn phế. Chu Nhược Giai mấp máy môi, chồng à, anh, em. Chu Nhược Giai trào nước mắt, cô không đành lòng nói sự thật này cho Diệp Bắc Minh biết. Hầu Tử cắn răng, nói, mẹ kiếp, đau ngắn còn hơn đau dài. Anh Diệp, hầu hết xương cốt và gân mạch toàn thân của anh đều đã nát hết rồi. Nói cách khác, sau này anh không thể đánh võ, toàn bộ thực lực võ đạo đều mất hết. Diệp Bắc Minh ngẩn người. Lúc này, anh mới nhớ ra, sau trận chiến ở thành Thiên Dung, Vương Thần Cương đã vẫn lạc. Bản thân anh cũng rơi vào tình cảnh hiểm nghèo, nếu không nhờ trong huyệt mộ hỗn độn, Hiên Viên Hoàng đế ra tay giết chết Phó Thí Thiên thì e là chỉ có Tiểu Tháp ra tay mới có thể bảo vệ được mạng sống của anh. Anh kiểm tra thử tình hình cơ thể của mình. Quả nhiên đúng như những gì Hầu Tử nói, xương cốt đứt gấy. Gân mạch tàn phế. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đan điền khô kiệt, không có chút phản ứng nào. Những chuyện này đều không phải là vấn đề, điều làm Diệp Bắc Minh phẫn nộ chính là sư phụ Vương Thần Cương đã vẫn lạc. Nghĩ đến đây, mắt Diệp Bắc Minh văn đỏ tơ máu. Hầu Tử còn tưởng là Diệp Bắc Minh không thể chấp nhận nổi chuyện bản thân trở thành người tàn phế nên bước tới, ôm chặt lấy Diệp Bắc Minh, anh Diệp, người anh em. Nhất định anh không được nghĩ nhiều, mẹ kiếp. Xưa nay anh vẫn luôn là người có thể làm trái với lẽ trời mà. Từ Long Quốc đến di tích Côn Luân rồi đến thế giới cao võ, thế giới Tam Thiên. Mẹ kiếp, anh vẫn luôn là thần tượng của Vương Khinh Hầu tôi. Thần tượng chân chính. Lúc trước, khi tôi rơi xuống Thiên Uyên, biến thành kẻ tàn phế trong số những kẻ tàn phế. Anh vẫn có thể chữa khỏi cho tôi,
y thuật của anh giỏi như vậy, nhất định là vẫn còn cách chữa trị được. Hơn nữa, chúng ta vẫn còn học viện viễn cổ làm chỗ dựa, chắc chắn anh sẽ hồi phục. Hầu tử vừa nói vừa chảy nước mắt, anh ta ôm chặt lấy Diệp Bắc Minh. Khụ khụ. Diệp Bắc Minh ho khan mấy tiếng, anh cảm thấy ngạt thở, hầu tử, lời anh nói khiến tôi rất cảm động. Nhưng anh có thể buông tay ra trước đã được không? Tôi sắp ngạt thở rồi. Hả? Được. Hầu tử vội vàng buông Diệp Bắc Minh ra. Anh ta lau sạch nước mắt, cố ý nhoẻn cười thật tươi, ha ha ha, tôi biết ngay là anh Diệp sẽ không gục ngã dễ dàng mà. Chắc chắn anh Diệp sẽ bình phục, mọi người nói có phải không? Xung quanh lặng ngắt như tờ. Mọi người đều biết rõ tình hình của Diệp Bắc Minh lành ít dữ nhiều. Hầu tử lập tức nói lảng sang chuyện khác, tốt rồi, anh Diệp tỉnh lại rồi. Giờ tôi sẽ đi gặp mấy vị viện trưởng, nhất định bọn họ có thể chữa khỏi cho anh Diệp. Nói rồi, anh ta quay người chạy vội ra khỏi cấm địa. Mấy vị viện trưởng biết tin Diệp Bắc Minh đã tỉnh lại lập tức chạy tới cấm địa. Mấy ông lão xách hòm thuốc đi sát ngay đằng xô. Sau một hồi kiểm tra, mấy ông lão thì thầm với các vị viện trưởng mấy câu rồi đi khỏi. Sắc mặt Kiếm Phá Thiên khá khó coi. Ngập ngừng muốn nói lại thôi. Trương Tuyệt Long và Tân Bách Hùng liếc nhìn nhau. Một giây sau, Trương Tuyệt Long mỉm cười, cậu Diệp, bản thân cậu cũng biết y thuật, chắc cậu cũng hiểu rõ tình hình của bản thân đúng không? Ánh mắt Diệp Bắc Minh đầy bình tĩnh, tôi hiểu. Trương Tuyệt Long sững người. Tên nhóc này quả là có mấy phần khéo léo trong đối nhân xử thế, thật đáng tiếc. Đã tàn phế rồi thì dù có khéo léo cũng đâu có tác dụng gì. Ông ta cười đầy ẩn ý sâu xa, nếu cậu đã hiểu thì tôi cũng không nói thêm gì nữa. Những người vừa tới chính là các thần y giỏi nhất của học viện viễn cổ, ngay cả bọn họ cũng nói không thể cứu được cậu. Chu Nhược Giai không chấp nhận nổi, viện trưởng Trương, ông nói đùa thôi phải không? Ông bảo sao, viện trưởng Trương. Không thể nào người anh em của tôi lại vô phương cứu chữa được, hầu tử nóng ruột. Anh ta xông tới, nắm tay Trương Tuyệt Long. Trương Tuyệt Long sầm mặt lại, phóng ra một luồng khí mạnh hất bay hầu tử ra ngoài, không biết lớn biết nhỏ gì cả, tay của bản viện trưởng là thứ cậu có thể tùy tiện cầm nắm như vậy sao? Hầu tử ngã phệt mông xuống đất. Máu trào lên ngực, khóe miệng nếm thấy vị ngọt. Máu tươi rỉ ra. Thấy vậy, sâu trong đáy mắt Diệp Bắc Minh lóe lên sự lạnh giá. Hầu tử vội vàng đổi giọng, viện trưởng Trương, rất xin lỗi, tôi thật thất lễ. Trương Tuyệt Long chẳng thèm giả bộ nữa, cười gằn một tiếng, lần này thì thôi, sau này phải nhớ rõ địa vị của mình. Thân phận của bản viện trưởng là gì? Thân phận của cậu là gì? Vâng, vâng, vâng. Hầu tử gật đầu lia lịa, viện trưởng Trương nói gì cũng đều đúng hết. Tôi xin nhận phạt, xin ông nhất định phải cứu anh Diệp. Cứu cậu ta ư? Trương Tuyệt Long cười, lắc đầu, nhìn về phía Diệp Bắc Minh, tôi đã bảo là cậu ta vô phương cứu chữa rồi, cậu nghe mà không hiểu à? Không tin thì cậu hỏi cậu ta mà xem. Nói rồi, ông ta đánh mắt nhìn Diệp Bắc Minh. Lúc này, toàn bộ cấm địa đều im phăng phắc. Cuối cùng mọi người cũng cảm nhận được bầu không khí bất thường. Trương Tuyệt Long bây giờ không còn thân thiện, dễ gần như lúc trước nữa. Lúc này, Diệp Bắc Minh cười, gật đầu, hầu tử. Viện trưởng Trương nói đúng đấy. Xương cốt của tôi đã vỡ vụn, gân mạch đứt hết, đúng là không thể cứu nổi. Hầu tử đỏ hoe mắt, quay đầu lại, anh Diệp. Anh vẫn còn có thể chữa trị được mài. Chu Nhược Giai cứ khóc mãi, không sao dừng lại được, chồng à, chắc chắn chúng ta vẫn còn cơ hội khác. Diệp Bắc Minh cười, lắc đầu, như thể đã chấp nhận số mệnh. Trương Tuyệt Long rất hài lòng trước phản ứng của Diệp Bắc Minh, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, Diệp Bắc Minh. Không phải học viện viễn cổ chúng tôi không có tình người. Thực sự là học viện viễn cổ chúng tôi không thể thu nhận phế. Khụ khụ, không thể thu nhận người không thể đánh võ. Thế này nhé, chúng tôi cho cậu nửa canh giờ để cậu và bạn bè của cậu rời khỏi đây. Rời khỏi đây, tại sao tôi lại phải rời khỏi đây? Diệp Bắc Minh cười, lắc đầu. Trương Tuyệt Long nhướng mày, sao nào? Chẳng lẽ cậu còn định ở lì không đi hay sao? Diệp Bắc Minh cười nói, Tổng viện trưởng trước khi lâm chung đã nhận tôi làm đồ đệ. Chẳng lẽ Trương viện trưởng muốn đuổi đệ tử duy nhất của Tổng viện trưởng đi ư? Cậu nói cái gì? Trương Tuyệt Long sững sờ, không dám tin mở miệng, Tổng viện trưởng trước khi lâm chung đã nhận cậu làm đồ đệ. Không có khả năng,
Tần Bách Hùng vẫn luôn không lên tiếng, trầm giọng nói, Diệp Bắc Minh, cậu nói thật sao? Kiếm Phá Thiên cũng không dám tin tưởng, nhóc Diệp, đây cũng không phải là chuyện có thể nói đùa được đâu. Diệp Bắc Minh khoát tay, một tấm lệnh bài màu đen xuất hiện trong tay. Vật này chính là lệnh bài thân phận của Vương Thần Cương. Hầu tử, giúp tôi một việc. Rót chân nguyên vào trong đói. Được. Hầu tử tiến lên một bước, nắm chặt lấy lệnh bài. Chân nguyên rót vào trong đó. Giọng nói của Vương Thần Cương vang lên, bắt đầu từ hôm nay, Diệp Bắc Minh là đệ tử quan môn duy nhất của Vương Thần Cương tôi. Chuyện này. Trương Tuyệt Long và Tân Bách Hùng quay sang nhìn Nhô. Kiếm Phá Thiên khẽ hét lên một tiếng, tốt, quá tốt rồi. Như vậy nhóc Diệp sẽ có thể sử dụng tài nguyên của học viện viễn cổ rồi. Chờ một chút. Trương Tuyệt Long cười lạnh một tiếng, nếu là đệ tử của Tổng Viện trưởng đã chết thì có thể ở lại học viện viễn cổ. Nhưng không có nghĩa là cậu ta có thể sử dụng tài nguyên của học viện viễn cổ. Kiếm Phá Thiên cả giận nói, Trương Tuyệt Long, ông làm vậy có phải hơi quá đáng rồi không? Trương Tuyệt Long hoàn toàn không thèm giả vờ nữa, quá đáng. Lão Phu quá đáng chỗ nào? Chẳng lẽ muốn để một tên tàn phế lãng phí tài nguyên của học viện viễn cổ sao? Để cậu ta ở lại học viện viễn cổ đã là nể mặt Tổng Viện trưởng rồi. Về phần tài nguyên của học viện, cậu ta đừng mơ tưởng được sử dụng một chút nào. Ông ta trực tiếp phất tay áo rời đi. Kiếm Phá Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, nhóc Diệp, cậu cần cái gì có thể nói với tôi bất cứ lúc nào. Diệp Bắc Minh mỉm cười không nói gì. Từ trước đến nay, anh đã gặp quá nhiều cảnh như vậy. Đã chết lặng rồi. Đột nhiên, anh giống như nghĩ tới điều gì đó, kiếm tiền bối, có một chuyện đúng là cần ông giúp tôi một chút. Được, cậu nói đi. Kiếm Phá Thiên gật đầu. Diệp Bắc Minh chỉ vào đám người hầu tử, Hoa Linh Lung, Mạc Phong Hành, Mạc Đình Đình. Bọn họ đều không phải là đệ tử của học viện viễn cổ, ở lại học viện viễn cổ sợ rằng sẽ bị người ta chèn ép. Kiếm Phá Thiên suy nghĩ một chút, tôi hiểu rồi, dù sao tôi vẫn là viện trưởng của kiếm viện. Để bọn họ gia nhập kiếm viện, người khác sẽ không dám nói thêm cái gì. Diệp Bắc Minh chắp tay cúi đầu, cảm ơn kiếm tiền bối. Kiếm Phá Thiên lắc đầu thở dài, tôi cũng chỉ có thể làm được những điều này thôi, thương thế của cậu tôi cũng không có cách nào. Cậu cần hỗ trợ cái gì có thể nói với tôi bất cứ lúc nào. Ông ta đưa ra một miếng ngọc bội rồi biến mất. Mấy người Chu Nhược Giai, Hoa Linh Lung, Hầu Tử, Long Khuynh Vũ, Mạc Phong Hành, Mạc Đình Đình vây xung quanh. Chu Nhược Giai hít sâu một hơi, chồng, nếu anh biến thành một người bình thường. Từ giờ trở đi, em cũng sẽ không tập võ nữa. Chúng ta sẽ làm một đôi vợ chồng bình thường, về Long Quốc thôi. Hầu Tử gật đầu, không cần ở lại học viện viễn cổ chó má này nữa, chúng ta về Long Quốc đi. Lấy thực lực của chúng ta. Vẫn có thể làm được chuyện lớn ở Long Quốc. Diệp Bắc Minh lắc đầu, sư phụ còn chưa sống lại, sư tỷ chưa biết sống chết. Hơn nữa tôi cũng không hoàn toàn tàn phế, vẫn còn có cơ hội khôi phục. Thật sao? Mấy người kinh ngạc hô lên một tiếng, vẻ mặt mong đợi xem Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh gật đầu, nhưng mà cần một chút thời gian. Mọi người cứ ở lại học viện viễn cổ trước đi, tăng thực lực của mình lên cho tốt, tôi cần bế quan một khoảng thời gian. Được, được, được. Mọi người kích động gật đầu. Diệp Bắc Minh dặn dò một câu, tạm thời đừng nói cho người khác tôi có thể khôi phục, tôi rất muốn nhìn xem rốt cuộc bộ mặt thật của những người kia có thể đến mức nào. Chỉ là trong khoảng thời gian tôi bế quan, mọi người phải chịu uất ức một chút rồi. Không có việc gì. Chỉ cần anh có thể khôi phục, chúng tôi không cảm thấy uất ức. Đám người kích động hẳn lên. Diệp Bắc Minh lại dặn dò vài câu. Chuẩn bị bế quan khôi phục ngay bên trong cấm địa. Sau khi mọi người lưu luyến rời đi, Diệp Bắc Minh trực tiếp tìm tới một hang động bị bỏ hoang. Sau khi đóng kín cửa hang động, thần niệm của anh tiến vào bên trong tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Sâu trong khí tức hỗn độn tối tăm mờ mịt, một bảo tháp màu đen cổ xưa đứng vững. Tiểu tháp, vừa rồi ông có nói đến Xương Chí Tôn là sao? Giọng nói của tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên, nhóc con. Cậu còn nhớ huyền các của nhà họ Diệp không? Sau khi cậu đốt thiên đăng đã lấy được 9 món đồ, trong đó có một cái hộp lấy được từ trong một di tích viễn cổ. Đương nhiên là tôi còn nhớ. Diệp Bắc Minh gật đầu. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục tiếp tục nói ra, bản tháp đã từng nói trong hộp có một khúc xương chí tôn.
Trong lòng Diệp Bắc Minh khế động, xương chí tôn là cái gì? Thứ này vô cùng nghịch thiên, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục phun ra một câu. Diệp Bắc Minh sững sờ, ngay cả ông mà cũng nói là nghịch thiên. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời khẳng định, không sai, xương chí tôn là xương cốt của chí tôn thần tộc. Ban đầu bản tháp nghĩ cậu phải tìm một cơ hội để dung hợp xương chí tôn với máu thịt của cậu. Bởi vì xương chí tôn sẽ công kích những khúc xương khác trong cơ thể cậu. Cho nên, trước khi dung hợp xương chí tôn cậu nhất định phải đánh nát, lấy hết toàn bộ xương cốt trong cơ thể cậu Ran. Bây giờ chuyện mà cậu gặp phải vừa vặn thỏa mãn điều kiện dung hợp xương chí tôn, đây không phải là chuyện ông trời đã định sẵn rồi sao? Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ động, chuyện ông trời đã định sẵn. Một giây sau, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục tiếp tục mở miệng, trước đó, cậu cần sử dụng thiên nguyên quả để tăng máu thịt lên tới trạng thái đỉnh cao nhất. Nếu không lấy tình trạng của cậu bây giờ, muốn dung hợp xương chí tôn, sợ rằng sẽ bị hút khô mà chết. Hạt giống thiên nguyên quả cũng là một trong 9 vật phẩm đấu giá của Huyền Các. Diệp Bắc Minh nhướng mày. Anh khoát tay, 3 hạt giống thiên nguyên quả xuất hiện trong tay. Tôi chỉ có hạt giống thiên nguyên quả, tôi đã từng nhìn thấy thứ này ở trong thần nông Bách Thảo Kiên Hồ. 30.000 năm mới nở hoa, 30.000 năm mới kết quả, 30.000 năm quả mới chín. Diệp Bắc Minh có quắp khóe miệng, cho dù bây giờ tôi có chồng, chẳng lẽ chúng ta phải đợi mấy chục ngàn năm sao? 10.000 năm. Không nói đến việc anh có thể sống được 10.000 năm hay không. Cho dù thật sự sống được 10.000 năm, sư phụ và 10 vị sư tỷ đều đã chết hết rồi. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục thần bí cười một tiếng, nhóc con, vậy là cậu không biết điều này rồi. Đừng quên, trong bản tháp có một tầng không gian gọi là lĩnh vực tuyệt đối. Bên trong đó, tốc độ thời gian sói mòn khác với thế giới bên ngoài, cậu chỉ cần gieo hạt giống thiên nguyên quả vào trong đất vô cấu. Không đến một năm, bản tháp có thể bảo đảm thiên nguyên quả sẽ có thể trưởng thành bằng 10.000 năm ở bên ngoài. Ông nói thật ư, Diệp Bắc Minh vô cùng vui mừng. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục khẽ cười một tiếng, bản tháp cần phải lừa cậu chắc. Địch, hô hấp của Diệp Bắc Minh trở nên dồn dập hẳn lên, thần nông Bách Thảo Kinh đã nói thiên nguyên quả là đồ của thần giới. Nếu thứ này quả thật có thể trưởng thành trong vòng một năm, chẳng phải là sẽ nghịch thiên sao? Tiểu tháp, ông quá trâu bò. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục lạnh lùng cười một tiếng, bản tháp trâu bò thế đấy, ai làm gì được tôi? Đừng nói nhảm nữa, hãy dùng kiếm Càn Khôn Chấn Ngục của cậu chém đứt phong ấn hộp xương chí tôn đi. Được. Diệp Bắc Minh gật đầu, đột nhiên thay đổi sắc mặt, nguy rồi, kiếm Càn Khôn Chấn Ngục đã mất. Mất rồi. Giọng nói của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục ngưng tụ, bản tháp nhớ ra rồi, sau khi cậu mất xỉu ở thành Thiên Dung đã được người ta đưa về học viện Viễn Cổi. Chắc là nó đã rơi ở trong thành Thiên Dung. Diệp Bắc Minh cười lạnh một tiếng, chỉ sợ là không phải bị rơi. Mà là bị người ta cố ý giữ lại. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục khẽ mở miệng, nhóc con, thanh kiếm này đã nhận cậu làm chủ nhân. Những người khác căn bản không thể dùng được thanh kiếm đó, chỉ cần thời cơ đến, nó vẫn là sẽ trở lại trong tay cậu. Giống như khi cậu luân hồi chuyển thế, thanh kiếm này vẫn sẽ trở lại trong tay cậu vậy. Diệp Bắc Minh nhướng mày, tiểu tháp, lời này của ông là có ý gì? Hả, không có gì, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục giật mình. Biết mình nói nhầm. Ông ta vội vàng nói sang chuyện khác, được rồi, bản tháp sẽ giúp cậu một tay, mở cái hộp này ra. Cậu chuẩn bị một chút, nhất định phải thu phục được xương chí tôn. Được. Anh vừa dứt lời, một luồng lực lượng vô hình ngưng tụ đến, rơi vào trên cái hộp trong tay Diệp Bắc Minh. Một giây sau, răng rắc một tiếng vang giòn, mặt ngoài cái hộp xuất hiện những vết nứt. Đồng thời, một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố bộc phát ra từ đói. Ánh sáng đỏ như máu tràn đầy bầu trời, một khúc xương trắng phá tan bóng tối giống như sao băng. Toàn bộ lĩnh vực tuyệt đối đều được chiếu sáng, khúc xương trắng giống như sao băng bay thẳng về phía giữa trán Diệp Bắc Minh. Lại muốn trực tiếp đánh chết anh. Diệp Bắc Minh thay đổi sắc mặt, với thực lực của anh bây giờ căn bản là không có cách nào né tránh một kích này. Chẳng lẽ mình thật sự phải chết bởi khúc xương trắng này sao? Đột nhiên, chỉ là một khúc xương chí tôn mà cũng dám làm tổn thương chủ nhân của tôi ư. Uy áp của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục đánh tới, chấn áp khúc xương trắng kia ồ. Khúc xương trắng lơ lửng giữa không trung, chỉ còn cách giữa trán Diệp Bắc Minh chừng 1 mét.
cho dù như thế nào nó cũng không thể phá được trói buộc. Diệp Bắc Minh tập trung nhìn vào, không khỏi kinh ngạc, chỉ là một khúc xương ngón tay. Hơn nữa còn là ngón giữa. Lại có uy lực lớn như vậy. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhắc nhở, được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa. Chỉ cần cậu dung hợp với khúc xương chí tôn này, cái tay kia của cậu sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Về phần tay trái hay là tay phải thì phải xem lựa chọn của cậu rồi. Nghe thấy lời này, Diệp Bắc Minh cúi đầu nhìn thoáng qua hai tay của mình. Tay phải có thể sử dụng kiếm Càn Khôn Chấn Ngục, tay trái lại có vẻ tương đối phù hợp. Hơn nữa, người tu võ bình thường đều dùng tay phải công kích, có rất ít người thuận tay trái. Chứ đừng nói đến là dùng tay trái đột nhiên công kích, uy lực còn vô cùng to lớn. Đối thủ sẽ càng không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ tới đây, Diệp Bắc Minh đưa tay trái ra, vậy thì dung hợp vào tay trái đi. Nhóc con, tôi nhắc nhở cậu một câu, có lẽ sẽ hơi đau một chút đấy. Thật sao, có thể đau đến mức nào chứ? Diệp Bắc Minh khẽ cười một tiếng. Một giây sau, một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng quanh quẩn trong lĩnh vực tuyệt đối. Cùng lúc đó, thần giới, nhà họ Ngư. Ngư Thất Tình vừa đẩy cửa thư phòng của bố ra, lập tức sững sờ. Trong phòng có tổng cộng 3 người, một người đàn ông trung niên, một lão già, một người phụ nữ trung niên. Một giây sau, giọng nói của Ngư Thất Tình châm xuống, tại sao thanh kiếm này lại ở đây? Cô ta nhướng mày. Ánh mắt rơi lên trên người lão già ở một bên, ông Thẩm, ông dám chống lại mệnh lệnh của tôi. Thế mà còn dám mang thanh kiếm này về, không phải tôi đã bảo ông đưa cho cậu Diệp sao? Người đàn ông trung niên phía sau bàn đọc sách nhướng mày. Ông ta còn chưa mở miệng nói chuyện. Người phụ nữ trung niên bên cạnh đã cười lạnh một tiếng, ô, nhà họ Ngư do cô làm chủ từ bao giờ vậy? Gia chủ, ông xem con gái bảo bối của ông đi, cô ta có coi ông ra gì không? Thứ nhất, không gõ cửa đã tự tiện đi vào. Thứ hai, ngay trước mặt ông mà còn dám hô to gọi nhỏ, đây là không để ông vào trong mắt. Thứ ba, có vẻ như cô ta cũng không nhìn thấy người mẹ kế như tôi thì phải. Trên đời này làm gì có đứa con gái nào như vậy? Ngư Bảo Quốc nhướng mày, Thất Tình, trong khoảng thời gian này đúng là con càng ngày càng không có quy củ. Bố! Ngư Thất Tình có chút lo lắng, thanh kiếm này. Ngư Bảo Quốc trực tiếp ngắt lời cô ta, Thẩm Trung đã nói đầu đuôi mọi chuyện cho bố biết rồi, bố biết con nghỉ ngờ tên. Nhóc kia là chủ nhân của tòa vực tháp đó chuyển thế. Nhưng nhìn từ tình huống trước mắt, trên cơ bản có thể xác định là không phải. Bố cũng đã kiểm tra qua thanh kiếm này rồi, kiếm hồn bên trong đã sớm bị chôn vùi. Bố và mẹ kế của con đã bàn bạc qua, tạm thời để thanh kiếm này lại nhà họ Ngư. Nói không chừng thật sự có thể tìm được người chuyển thế thật sự của chủ nhân tòa tháp thần kia. Ngư Thất Tình gấp gáp, thế nhưng đây là đồ của cậu Diệp. Được rồi. Ngư Bảo Quốc khẽ quát một tiếng, con không nghe lời người làm bố đây đúng không? Không phải con đã từng cứu tên nhóc kia một lần sao? Cái này coi như là thù lao con cứu cậu ta. Ngư Thất Tình nhíu mày, bố, đây là đồ của cậu Diệp. Coi vật này như là thù lao con cứu anh ta thì cũng phải để người ta đồng ý mới được. Im ngay. Ngư Bảo Quốc dùng sức võ bàn đọc sách, nhà họ Ngư muốn một thanh kiếm cùn còn cần cậu ta đồng ý sao? Phía dưới thần giới có ngàn vị diện, chỉ là huyền giới thì tính là cái thá gì? Trong đợt tuyển chọn thần giáng, cả huyền giới còn chưa chắc đã có thể chọn được một người đủ tiêu chuẩn đâu. Bố! Không cần nói nữa. Ngư Bảo Quốc vung tay lên, con đi ra ngoài đi. Đi chuẩn bị nghi thức thần giáng năm sau cho tốt vào. Nhà họ Ngư chúng ta xếp hạng ở tít phía 68 thần tộc, còn không biết có thể có thu hoạch hay không đây. Nhìn thấy Ngư Bảo Quốc thật sự tức giận. Vâng. Ngư Thất Tình chỉ có thể ngậm miệng, quay người rời khỏi thư phòng. Vừa đi ra khỏi thư phòng, phía sau liền truyền đến giọng nói của người phụ nữ trung niên, lão gia, thanh kiếm này thật sự thần kỳ như ông nói sao? Không phải vị đại nhân tung hoành thần giới năm đó đã ngã xuống thật sao? Vật này thật sự là bội kiếm của người đó. Cho dù thần văn bên trong đã sớm bị chôn vùi, đây vẫn là một thanh thần khí. Nghị Nhi sắp xuất quan, để cho nó dùng thanh kiếm này đi. Học viện viễn cổ, sân diễn võ. Trên một sân võ đạo trong đó có hai bóng người đang đánh qua đánh lại. Sau mấy chục hiệp, hai người dừng lại, chính là Hoa Linh Lung và Hầu Tử.
Hoa Linh Lung cười nhạt một tiếng, Đồ Nhi, gần đây con tiến bộ rất lớn. Nếu với tốc độ này, con cũng có thể thử tranh đấu vào top 100 bảng xếp hạng học viện viễn cổ. Hầu tử chắp tay cúi đầu, vẫn là sư phụ dạy bảo tốt. Anh ta quay đầu nhìn về phía cấm địa sau núi một chút, cũng không biết bao giờ anh Diệp mới có thể xuất quan. Đột nhiên, một giọng nói giễu cợt vang lên, tên vô dụng kia đã thành tàn phế rồi mà còn muốn xuất quan. Đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày nữa. Hầu tử nhìn lại, một thanh niên chắp tay sau lưng đi tới, phía sau là 10 đệ tử học viện viễn cổ. Hạng cửu U, lại là NHTL. Hầu tử siết chặt nắm đấm. Trong 3 tháng này, hạng cửu U đã đến gây sự với bọn họ mấy chục lần rồi. Anh là ai? Dám gọi thẳng tên của tôi ư? Hạng cửu U cười lạnh một tiếng. Sau đó bước ra một bước. Leo lên sân võ đạo, đứng ở trước mặt hầu tử chát. Hắn ta vung tay ra, hầu tử trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống dưới sân võ đạo. Nghe được động tĩnh ở trên đài võ đạo. Chuyện gì xảy ra vậy? Là hạng sư huynh. Những đệ tử khác trong sân võ đạo nhao nhao lại gần. Hoa Linh Lung giận tím mặt, cậu dám ra tay đánh người ở trong học viện sao? Tôi đâu có ra tay đánh người, đây là ở trên sàn võ đạo. Hạng cửu U cười lạnh, đi đến trước mặt Hoa Linh Lung, tôi lấy một địch hai. Là do thực lực của mấy người không được, đừng oan uổng người tốt chứ. Anh ta không hề nương tay đấm ra một quyền. Trên người Hoa Linh Lung vốn đang có vết thương, còn chưa hoàn toàn khôi phục. Cô ta bị một quyền này đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi rồi rơi xuống dưới đài võ đạo, trông vô cùng chật vật. Hầu tử tiến lên đỡ lấy Hoa Linh Lung, hạng cửu U, tôi muốn đến chỗ trưởng lão tố cáo anh. Học viện viễn cổ cấm chỉ tư đấu, tôi cam đoan anh sẽ không có kết cục tốt đâu. Tất cả mọi người nhìn thấy sao? Hạng cửu U tôi có đánh người sao? Hạng cửu U nhìn khắp bốn phía. Dưới đài võ đạo, từng tiếng đáp lời vang lên. Không có. Hạng sư huynh lấy một địch hai, có tư thế vô địch. Không sai, tôi có thể làm chứng cho hạng sư huynh, rõ ràng là chiến đấu công bằng trên đài võ đạo, đâu có đánh người đâu. Đúng rồi, đúng là như thế. Rất nhiều người đều gật đầu. Hầu tử nổi giận lôi đình, anh. Mấy người không sợ anh Diệp của tôi xuất quan sao? Con người hạng cửu U co vào một chút. Một giây sau, anh ta bật cười, nếu tên tàn phế Diệp Bắc Minh có thể xuất quan, còn cần bế quan 3 tháng sao? Anh ta đứng trên đài võ đạo, nhìn xuống hầu tử và Hoa Linh Lung. Tỏ ra vẻ mặt như muốn ăn đòn, Diệp Bắc Minh là tên tàn phế. Tiểu hầu tử, anh và sư phụ anh cũng là phế vật. Nếu như tôi tàn phế giống như mấy người thì đã sớm cút ra khỏi học viện viễn cổ rồi, làm gì còn ngu ngốc đứng ở đây nữa. Đôi mắt của hầu tử đỏ như máu. Không được phép sỉ nhục sư phụ tôi. Hạng cửu U làm ra vẻ kinh ngạc, ồ, tức giận. Trợn mắt trừng trừng. Vô dụng gào thét, muốn hù chết người ta sao? Huynh đệ của anh là tàn phế, sư phụ anh cũng là tàn phế, anh càng là tàn phế bên trong tàn phế. Hầu tử phát ra tiếng gầm nhẹ như dã thú, tôi lặp lại lần nữa, không được phép sỉ nhục huynh đệ và sư phụ của tôi. Tôi làm nhục, thế nào? Hạng cửu U trêu tức bật cười. Hầu tử bước ra một bước, nhảy lên trên đài võ đạo, hãy đánh một trận chiến công bằng trên đài võ đạo đi. Hạng cửu U sửng sốt. Đám đệ tử khác xung quanh đài võ đạo cũng đều sửng sốt. Một giây sau. Ha 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 ha. Ai nấy đều cười vang. Hoa Linh Lung kéo cánh tay hầu tử lại, Đồ Nhi, tuyệt đối đừng xúc động. Con không phải là đối thủ của cậu ta. Hầu tử nghiêm túc lắc đầu, sư phụ, tôn nghiêm của người không thể bị sỉ nhục được. Tôn nghiêm của anh Diệp cũng không thể bị sỉ nhục được. Vương Khinh Hậu con là một kẻ vô dụng, nhưng nếu có người sỉ nhục sư phụ và huynh đệ của con trước mặt mọi người. Con, tuyệt, đối, không, đồng, ý. Vừa dứt lời, anh ta liền nhìn chăm chằm hạng cửu U, đến chiến đi. Hạng cửu U nhếch miệng cười một tiếng, tiểu hầu tử, nếu anh đã muốn chết, vậy tôi sẽ thành toàn cho NHTL. Anh ta nhảy lên. Kéo theo một luồng khí mạnh như gió lốc đánh tới. Thực lực cách nhau quá lớn. Hầu tử bị đánh bay ra ngoài tại chỗ, xương ngực đứt gãy. Vào giây phút anh ta sắp bay ra khỏi đài võ đạo, hạng cửu U lại đưa tay ran. Túm lấy một cánh tay của hầu tử, bẻ gãy một tiếng răng rắc. Sau đó ném anh ta lại trên đài võ đạo, phế vật, phục chưa?
Hầu tử đứng lên, tôi, không, phục, anh ta giẫm chân xuống một cái, huyết khí bộc phát. Điên cuồng xông tới. Hạng Cửu U cười lạnh một tiếng, không phục, vậy tôi sẽ đánh đến khi nào anh phục thì thôi. Anh ta nhảy lên một cái, giẫm mạnh lên trên hai vai của hầu tử. Răng rắc một tiếng vang trầm, xương bả vai của anh ta nổ tung. A! À, hầu tử đau đớn kêu thảm một tiếng, há miệng phun máu tươi. Hạng Cửu U đột nhiên dùng lực, quỳ xuống cho tôi đi. Hầu tử cố nén đau nhức kịch liệt, địch mẹ anh, ông đây sẽ không bao giờ quỳ đâu. Không quỳ. Hạng Cửu U lạnh lùng cười một tiếng, hung hăng đá một cái vào xương bánh chè của hầu tử, khiến nó nổ tung tại chỗ. Máu me đầm đìa. Hầu tử vẫn căn răng kiên trì, dựa vào một hơi không quỳ xuống. Trên mặt Hạng Cửu U tràn đầy vẻ trào phúng, giẫm mạnh chân lên trên cột sống của hầu tử. Ép tới mức khiến anh ta phải nằm dạp trên mặt đất, không quỳ. Vậy vì sao bây giờ anh lại nằm dưới chân tôi giống như chó chết vậy? Hả, nói cho tôi đi. Hạng Cửu U liên tục đạp xuống hai cú. Hai tiếng răng rắc, giòn vang truyền ra, hai cái đùi của hầu tử khô quắt lại. Máu thịt bay nhầy. Cầu xin tôi đi, chỉ cần anh cầu xin tôi sẽ tha mạng cho NHL. Hầu tử cắn răng gầm nhẹ tôi. Câu, con, mẹ, anh, đấy. Bảo mẹ anh tối nay đến cầu xin tôi đi. Anh muốn chết. Sắc mặt Hạng Cửu U trở nên dữ tợn, mẹ của anh ta là người nhà họ Dư. Mấy tháng trước đó đột nhiên bị một đám lửa thiêu đốt, toàn bộ nhà họ Dư đều bị hủy diệt, nếu anh đã muốn chết, vậy tôi sẽ thành toàn cho anh. Anh ta đang chuẩn bị nhấc chân lên giẫm nát đầu hầu tử. Hầu tử, mau tránh ra. Hoa Linh lùng cuốn lên một cơn gió lốc, đang định xông lên đài võ đạo. Dừng tay. Ngay vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một bóng người xinh đẹp lao ra. Chu Nhược Giai xông lên đài võ đạo, lôi hầu tử ra từ dưới chân Hạng Cửu U. Ầm, bàn chân rơi xuống, để lại một cái dấu chân sâu hoăm trên đài võ đạo. Hạng Cửu U trầm mặt xuống, Chu Nhược Giai, cô có ý gì? Trên mặt Chu Nhược Giai tràn đầy vẻ giận dữ, Hạng Cửu U, anh muốn giết anh ta thật sao? Hạng Cửu U hừ lạnh, trên đài võ đạo, quyền cước không có mắt. Có thương vong là điều rất bình thường, rất bình thường. Được thôi. Chu Nhược Giai lạnh lùng gật đầu, tôi sẽ đi thông báo cho kiếm viện trưởng, hầu tử là đệ tử của kiếm viện. Tôi rất muốn nhìn xem kiếm viện trưởng sẽ nói thế nào. Nghe thấy lời này, Hạng Cửu U trêu tức cười một tiếng, không phải là tôi còn chưa giết anh ta sao? Được rồi. Vừa vặn anh ta cũng tàn phế, huynh đệ cùng nhau tàn phết ha 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 han. Anh ta quay người nhảy xuống đài võ đạo. Đi đến cạnh một thiếu nữ bên trong đám người. Mộng Ly, chúng ta đi. Chu Nhược Giai quay đầu, con người co vào một chút, Mộng Ly, sao cô lại ở cùng với anh ta? Thiếu nữ này chính là Lê Mộng Ly. Lê Mộng Ly vốn dĩ đang không có biểu cảm gì, nghe được lời này của Chu Nhược Giai. Không khỏi cười khúc khích, Nhược Giai, chẳng lẽ cô không biết sao? Cửu U vốn là vị hôn phu của tôi mà. Chu Nhược Giai lập tức hiểu ra. Gật đầu với Lê Mộng Ly tốt, rất tốt. 3 tháng trước, lúc Diệp Bắc Minh bị thương trở về học viện Viễn Cổi. Lê Mộng Ly chưa từng xuất hiện bao giờ về sau, Diệp Bắc Minh tỉnh lại. Lê Mộng Ly đã từng xem qua 1-2 lần, đáng tiếc Diệp Bắc Minh vẫn luôn bế quan. 3 tháng trôi qua, Diệp Bắc Minh vẫn không có dấu hiệu xuất qua nổ. Lê Mộng Ly lập tức giống biến thành người khác, quay người lao vào vòng tay của Hạng Cửu yêu ai. Dù sao. Diệp Giao đã giết hết đám thiên tài trong top 50 của học viện Viễn Cổ trên đài võ đạo rồi. Hạng Cửu U vốn dĩ nằm ngoài top 50, bây giờ Hạng Cửu U đã lọt vào 10 vị trí đầu của học viện Viễn Cổ, là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm. Một người là tàn phế. Một kẻ đã từng là vị hôn phu, còn là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm. Rốt cuộc nên chọn ai, nhìn qua là thấy ngay. Lê Mộng Ly nhếch khóe môi lên cười, đương nhiên là tôi rất tốt, đúng rồi. Qua một khoảng thời gian nữa, tôi sẽ cử hành hôn lễ với Cửu U. Đến lúc đó mấy người cũng đi uống rượu mừng của chúng tôi chứ. Nói rồi, cô ta có chút u oán chừng Hạng Cửu U một cái, anh Cửu U, đã bảo anh nương tay rồi cơ mài. Sao anh lại khiến người ta tàn phế vậy chứ? Nếu cậu Diệp xuất quan nhìn thấy huynh đệ bị tàn phế, chắc chắn sẽ rất tức giận. Hạng Cửu U nhướng mày, làm sao?
Em còn để ý đến cái nhìn của cậu ta nữa ư? Bốp! Anh ta trực tiếp võ một cái vào phía sau Lê Mộng Ly, một cảm giác điện giật truyền đến. Gương mặt xinh đẹp của Lê Mộng Ly đỏ lên, bắt lấy tay Hạng Cửu U, dựa sát vào ngực anh ta, anh Cửu U xấu quá. Nhiều người như vậy đang nhìn kìa. Hạng Cửu U ôm lấy vòng eo thon của Lê Mộng Ly, anh còn có một mặt tệ hơn nữa kìa, em có muốn xem không? Mấy người đúng là vô sỉ. Chu Nhược Giai cắn răng, Hoa tiền bối, chúng ta đi. Bọn họ dẫn hầu tử bị trọng thương, nhanh chóng rời đi. Lê Mộng Ly chép miệng, vậy mà đã đi rồi ư? Chả thú vị gì cả. Hạng Cửu U lại bóp mạnh một cái ở phía sau Lê Mộng Ly, Ly Nhi, nếu em thích thì về sau anh thường xuyên ngược đãi bọn họ cho em xem. Chỉ sợ tên tiểu hầu tử này hoàn toàn tàn phế, không thể chịu được ngược đãi nữa thôi. Trở lại chỗ ở, vừa buông hầu tử xuống, thế mà anh ta lại tự mình ngồi dậy được. Đồ Nhi, không phải tay chân con đã đứt gấy rồi sao? Hoa Linh Lung vô cùng kinh ngạc. Sắc mặt hầu tử tái nhợt, ho khan vài tiếng, sư phụ, con cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa. Hình như tay chân bị đứt gãy của con đã khôi phục, mặc dù vẫn còn rất đau. Nhưng đã có thể đi lại được rồi. Một giây sau, thế mà hầu tử lại có thể chậm rãi đứng lên. Hai chân vốn dĩ be bét máu thịt, giờ phút này cũng đã khôi phục 7-8 phần. Hai tay bị đánh nổ xương cốt thế mà cũng đã có dấu hiệu khép lại. Cái gì? Hoa Linh Lung tiến lên một bước, bắt lấy cổ tay hầu tử. Đôi mắt đẹp của cô ta bỗng nhiên sáng lên, không ngừng tán thưởng, chuyện lạ, đúng là chuyện lạ. Trong cơ thể của con có một loại huyết khí cường đại, tràn đầy giống như là dao long vậy. Chẳng lẽ là loại huyết khí cường đại này đã chữa khỏi thương thế của con sao? Lúc này, Long Khuynh Vũ chạy vào, vừa rồi tôi nghe nói hầu tử bị thương, tình hình thế nào rồi? Hả, hầu tử không có việc gì sao? Long Khuynh Vũ vô cùng khó hiểu. Hoa Linh Lung kể lại chuyện vừa xảy ra ở đài võ đạo lại một lần, còn bổ sung một câu, trên đường trở về hầu tử đã khôi phục 7-8 phần, hình như có liên quan đến loại huyết khí cường đại trong cơ thể cậu ấy. Long Khuynh Vũ trực tiếp gật đầu, đây là lực lượng long huyết. Lực lượng long huyết, đấy là cái gì? Hoa Linh Lung kỳ quái hỏi. Long Khuynh Vũ nói, trước đó tôi và hầu tử bị trọng thương, anh Diệp đã đặt chúng tôi ở dưới cây long huyết bồ đề để chữa trị. Hai người chúng tôi đã hấp thu rất nhiều long huyết, chỉ cần không phải vết thương chí mạng. Gần như đều có thể khôi phục. Sau khi nói xong, Long Khuynh Vũ nhìn về phía hầu tử, chỉ cần anh đảm bảo được trái tim của mình không bị phá hủy. Cho dù chỉ còn lại một hơi, long huyết cũng có thể phục hồi thân thể của anh lại như cũ. Càng quan trọng hơn là sau mỗi lần bị thương, long huyết đều sẽ cường hóa thân thể của anh. Hầu tử trừng to mắt, nói một cách khác, tôi càng bị đánh sẽ càng mạnh ư. Đúng là anh ta có thể cảm giác được lực lượng của mình đã cường đại hơn mấy phần. Đúng, Long Khuynh Vũ gật đầu. Địch, hầu tử quát to một tiếng, nói như vậy, chẳng phải là tôi sẽ vô địch sao? Anh ta kích động nắm chặt nắm đấm, hô hấp dồn dập. Giọng nói cũng đang run rẩy. Long Khuynh Vũ lắc đầu, cũng không phải vô địch, nếu như bị người ta biết mà bóp nát trái tim của anh thì anh vẫn sẽ chết. Gặp được người có thực lực mạnh hơn anh vẫn sẽ chết thôi. Hầu tử nhếch miệng cười một tiếng, đủ rồi. Vậy là đủ rồi. Hạng Cửu U, đài võ đạo, ha ha. Trong khuê phòng của Lê Mộng Ly, hai người đang ôm chặt lấy nhau. Lúc Hạng Cửu U sắp tiến đến một bước cuối cùng, Lê Mộng Ly lại ngăn cản anh ta, không được. Làm sao không được? Hạng Cửu U đỏ bừng cả mắt, cái gì nên làm cũng làm rồi, chỉ thiếu mỗi bước cuối cùng. Lê Mộng Ly tỏ ra thẹn thùng, anh Cửu U, công pháp của em rất đặc biệt, không thể phá thân được. Nếu như anh Cửu nhất quyết muốn, nhất định phải chờ em hoàn toàn tiến vào đế cảnh mới được. Vậy còn bao lâu nữa? Hạng Cửu U không dẫn nổi mà hỏi. Lê Mộng Ly suy nghĩ một chút, đại khái còn cần mấy tháng đi. Trước ngày thần giáng, em nhất định có thể hoàn toàn tiến vào đế cảnh. Cho đến lúc đó, em và anh Cửu U sẽ có thể song túc song phi. Hạng Cửu U nhướng mày, nhưng mà, một người đẹp như thế lại không có cách nào ăn được. Có chút đáng tiếc. Anh Cửu U, chúng ta đã có hôn ước, sớm muộn gì thì người ta cũng là người của anh mày. Trên mặt Lê Mộng Ly tràn đầy vẻ thẹn thùng, ngay cả mấy tháng mà anh cũng không chờ được sao.
hay là anh chỉ là muốn chơi qua đường thôi, căn bản không phải nghiêm túc. Nói rồi, Lê Mộng Ly làm ra dáng vẻ giận dữ. Cô ta quay lưng đi, không để ý đến Hạng Cửu U nữa. Anh ta vội vàng giải thích, không phải đâu, thật sự là do Ly Nhi quá đẹp. Người đàn ông nào mà không muốn làm điều gì đó với em chứ? Anh ta cố nén ngọn lửa trong lòng, được rồi, vậy anh sẽ chờ mấy tháng vậy? Anh Cửu U thật tốt. Lê Mộng Ly ôm lấy Hạng Cửu U, sâu trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ đùa cợt và chán ghét. Mấy tháng này không phải kỳ hạn mà cô ta đưa cho Hạng Cửu U, mà là kỳ hạn của chính cô ta. Lúc ở vùng đất Thiên Tuyệt, Lê Mộng Ly đã lấy được một thanh thần kiếm không trọn vẹn. Từ bên trong thanh thần kiếm không trọn vẹn này, cô ta phát hiện ra một bí mật động trời. Chỉ cần có thể lấy được tư cách tiến vào thần giới vào ngày thần giáng, Hạng Cửu U thì tính là cái thá gì chứ? Cô ta giữ lại tấm thân xử nữ cũng là vì để cho mình một đường lui. Nhỡ may Diệp Bắc Minh xuất quan, đồng thời khôi phục lại thực lực nghịch thiên như yêu nghiệt kia, cô ta vẫn còn một con đường lui. Ít nhất, có thể đẩy hết trách nhiệm lên đầu Hạng Cửu U, nói là bị anh ta uy hiếp. Chỉ cần tấm thân xử nữ vẫn còn, đến lúc đó cô ta có thể trực tiếp hiến thân. Cô ta cũng không tin Diệp Bắc Minh sẽ không tha thứ cho mình. Bên cạnh tên này có nhiều người phụ nữ như vậy, chắc chắn là một kẻ háo sắc. Đương nhiên đây là dự tính xấu nhất, mục tiêu của mình vẫn là tiến vào thần giới. Đột nhiên, một hạ nhân vội vã chạy đến bên ngoài khuê phòng, cậu Hạng, không tốt rồi. Hạng Cửu U lạnh giọng quát, địch, không phải tôi đã nói cho dù trời có sập cũng phải chờ tôi ở bên ngoài sao? Hạ nhân kia có chút e ngại trả lời, cậu Hạng, tên hầu tử kia điên rồi. Cái gì hầu tử, Phương Khinh Hậu, Hạng Cửu U nhướng mày. Là anh ta. Hạ nhân trả lời. Địch, Hạng Cửu U nổi giận lôi đình, tên phế vật đó điên rồi thì kệ đi, đáng để tới quấy rầy tôi sao? Hạ nhân nuốt nước miếng một cái, cậu Hạng, tên nhóc đó lại chạy lên trên đài võ đạo rồi. Còn chỉ mặt gọi tên muốn khiêu chiến anh. Nói nếu anh không dám đến thì cứ tiếp tục làm rùa đen rút đầu đi. Hạng Cửu U sững sờ. Một giây sau, trong cơ thể của anh ta bộc phát ra một ngọn lửa giận ngút trời. Anh ta trực tiếp mặc quần áo tử tế xông ra khỏi phòng, trong đôi mắt toàn là vẻ phẫn nộ, tiểu hầu tử này quả nhiên điên rồi. Đệ trồ! Dám chủ động lên trên đài võ đạo khiêu chiến tôi, lần trước không đánh anh ta chịu phục đúng không? Bị anh ta đi thẳng đến dưới đài võ đạo ở sân diễn võ. Lúc này mới phát hiện bốn phía đài võ đạo đã sớm có rất nhiều người tụ tập. Nhìn thấy hầu tử đứng trên đài võ đạo, Hạng Cửu U nói thầm một câu, không phải tên này đã bị mình phế rồi sao? Nhanh như vậy đã khỏi rồi à? Chẳng lẽ là dùng thần dược gì? Mặc kệ là anh dùng thần dược gì? Dám khiêu khích tôi ư? Chỉ có một chữ, chết. Ánh mắt Hạng Cửu U vô cùng âm trầm. Đồng thời, hầu tử cũng phát hiện ra Hạng Cửu U. Lập tức cười lạnh một tiếng, Hạng Cửu U, lăn lên nhận lấy cái chết đi. Muốn chết? Hạng Cửu U lên cơn giận dữ, đạp một bước vào đài võ đạo. Một bàn tay mang theo kình phong mãnh liệt vung thẳng về phía mặt hầu tử. Hầu tử cũng không né tránh, còn dùng hết toàn lực đánh một quyền về phía lông ngực Hạng Cửu U ai. Địch, tên này không sợ chết sao? Hạng Cửu U giận dữ mắng một tiếng trong lòng. Nếu như anh ta không tránh một quyền này, cho dù là một cái tát cũng có thể giết chết hầu tử ngay lập tức. Nhưng chắc chắn anh ta cũng sẽ bị một quyền này đánh cho trọng thương trước khi hầu tử chết. Bị một tên phế vật đánh cho trọng thương trên đài võ đạo. Đúng là không thể tưởng tượng được. Cút! Hạng Cửu U quả quyết thu chiêu, bàn tay hóa thành năm móng chụp về phía cánh tay của hầu tử. Răng rắc một tiếng vang giòn, cánh tay của hầu tử đứt gãy. Anh ta chẳng những không lui lại, mà còn nhếch miệng cười một tiếng, cảm ơn. Anh nói cái gì? Hạng Cửu U ngây ra. Một giây sau. Một tiếng vang thật lớn, lồng ngực anh ta lập tức đau nhói. Hạng Cửu U cúi đầu xem xét, một cái tay khác của hầu tử đã đập trúng ngực anh ta. Phụt. Hạng Cửu U phun ra một ngụm máu tươi, bị đẩy lui 7-8 bước. Trời ạ, Hạng sư huynh bị thương rồi. Bên dưới đài võ đạo lập tức xôn xao. Địch. Hạng Cửu U không kìm được lửa giận, anh ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ bị hầu tử đánh cho chật vật như thế. Mẹ nó quan trọng hơn là anh ta còn đang ở trên đài võ đạo. Xấu hổ chết người. Chết đi cho ông đây.
Hạng Cửu U sủa loạn một tiếng. Trên người anh ta bộc phát ra một luồng ánh sáng đỏ như máu, trong khoảnh khắc đã vào tới trước người hầu tử. Răng rắc một tiếng, anh ta trực tiếp bẻ gãy cánh tay làm mình bị thương của hầu tử. Sau đó lần lượt bóp nát xương cốt. Hầu tử chịu đựng cơn đau tê tâm liệt phế, nhếch miệng cười to, tôi còn có hai cái chân nữa này. Cũng đánh gãy hết luôn một thể đi. Anh ta vừa dứt lời, bỗng nhiên nhấc hai chân lên. Ầm, 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 ầm. Liên tục đạp mười mấy cái lên trên ngực Hạng Cửu U. Đậu má. Hạng Cửu U tức giận đến mức suýt nổ tung, bao nhiêu năm qua đã bao giờ anh ta phải chịu uất ức như vậy. Anh ta không chút do dự túm lấy cổ chân của hầu tử, điên cuồng đập xuống đài võ đạo. Đài võ đạo run rẩy kịch liệt, hầu tử cũng đã hóa thành một người đẫm máu. Thoi thóp. Nhưng trên mặt anh ta lại lộ ra vẻ thỏa mãn, có phải là chưa ăn cơm không? Tất cả người xem dưới đài võ đạo đều ngây ra. Hầu tử cười, tôi hỏi anh, có phải là chưa ăn cơm không? Chỉ có chút sức lực đấy thôi sao? Địch. Lửa giận của Hạng Cửu U hoàn toàn bị nhóm lên, đôi mắt đỏ rực, xông lên giống như nổi điên. Dưới đài võ đạo, Chu Nhược Giai vô cùng lo lắng, không được, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa hầu tử sẽ bị đánh chết mất. Hoa Linh Lung ngăn cản cô ấy, đồ nhỉ tôi có suy nghĩ của mình, chúng ta cứ chờ một chút xem sao. 10 giây sau, cả người hầu tử đã đẫm máu, mỗi một khúc xương trên người đều gần như gãy mất. Cuối cùng hầu tử đã thỏa mãn nhắm mắt lại, tôi nhận thua. Nhận thua, muộn rồi. Khí tức của Hạng Cửu U dâng đến mức cao nhất, đang chuẩn bị xóa bỏ hầu tử. Dừng tay. Một lão già đạp lên trên đài võ đạo, một luồng lực lượng rơi xuống. Hạng Cửu U không có cách nào tiến lên trước một bước, đôi mắt đỏ bừng gào thét địch. Ai dám ngăn cản tôi? Tôi muốn giết tên phế vật này. Hừ. Lão già hừ lạnh một tiếng, quy củ của học viện là trên đài võ đạo chỉ cần có một bên nhận thua. Bên còn lại không được ra tay giết người nữa, chẳng lẽ cậu muốn giết cả lão phu sao? Hạng Cửu U nhìn lại, ngọn lửa giận bị dập tắt trong nháy mắt. Anh ta liền vội vàng lắc đầu, hóa ra là hạ trưởng lão, đệ tử không dám. Hạ trưởng lão liếc hầu tử một cái, cậu ta đã nhận thua, thi đấu lôi đài kết thúc. Cậu có ý kiến gì không? Hạng Cửu U trả lời một tiếng, không có. Tiếp theo, anh ta nhìn chằm chằm vào hầu tử giống như một con dã thú dữ tợn, Hạng Cửu U tôi thề với trời, một ngày. Nào đó tôi sẽ đích thân ngược đãi anh tới chết. Cho đến lúc đó, không có bất kỳ người nào có thể cứu được anh đâu. Sau đó anh ta quay người, nhảy xuống đài võ đạo. Cùng lúc đó, sâu trong cấm địa, ở một hang động bị bỏ hoang nào đó. Người anh em, cậu có tiến bộ không nhỏ. Biết lợi dụng ưu thế của mình. Giọng nói của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên, với tốc độ này, chỉ cần mấy tháng nữa là cậu sẽ có thể nghiền ép Hạng Cửu U. Diệp Bắc Minh nhíu mày, lần thứ nhất dung hợp xương chí tôn thất bại, xem ra chỉ có thể chờ đợi thiên nguyên quả. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười ha ha, không thể ngờ được tên nhóc cậu cũng sẽ có lúc thất bại. Cuối cùng cũng đã có thứ khiến cậu cảm nhận được mùi vị thất bại là gì rồi. Giọng nói của ông ta có chút hưng phấn. Diệp Bắc Minh bất đắc dĩ lắc đầu. Đột nhiên, trái tim của anh co lại. Một giây sau, trái tim lại đập loạn thình thịch thình thịch. Sau lưng anh cũng bộc phát ra một luồng huyết khí kinh khủng, tràn ngập toàn bộ hang động. Chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Bắc Minh kinh ngạc, tôi cảm giác huyết dịch trong cơ thể của mình như muốn sôi trào, loại cảm giác này. Giống với khi bố tôi gặp nguy hiểm sinh mệnh lúc trước như đúc. Nhưng mà tôi lại không cảm nhận được sự tồn tại của bố tôi. Mà là một loại liên hệ huyết mạch khác mới tinh, chẳng lẽ là Tâm Nhi? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục khó hiểu, Tôn Thiến và Diệp Tâm đều đang ở di tích Côn Luân Thượng Cổ, không có khả. Năng gặp nguy hiểm được. Trừ khi là, cả người Diệp Bắc Minh run lên, chẳng lẽ là, Đông Phương Xá Nguyệt. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục lập tức hiểu ra, bản tháp nhớ ra rồi. Tính toán thời gian thì cũng là lúc này đấy. Giới U Minh, trên bầu trời luân hồi điện không ngừng vang lên tiếng sấm sét. Chủ luân hồi ngẩng đầu nhìn bầu trời, sắc mặt gần như ngưng kết, huyết mạch của tên kia lại mạnh như vậy sao? Trên đỉnh bầu trời, một hư ảnh thiên ma đang nhìn xuống chúng sinh, một con huyết long dữ tợn gào thét. Còn có hư ảnh một tòa tháp cổi, tạo thành thế chân vạc. Hư ảnh thiên ma đại diện cho thiên ma tộc, huyết long đại diện cho hoa tộc thượng cổi.
cả người chủ luân hồi run lên nhẹ nhẹ, tòa tháp cổ kia. Chẳng lẽ, cùng lúc đó, ở sâu trong luân hồi điện, Đông Phương Xá Nguyệt sắp sinh. Bên cạnh có mấy người phụ nữ luống cuống tay chân, nếu Diệp Bắc Minh ở đây nhất định sẽ nhận ra những người này đúng là mấy vị sư tỷ mà anh ngày nhớ đêm mang gồ. Nhị sư tỷ Thiên Nhận Băng ngồi bên giường, nắm chặt tay Đông Phương Xá Nguyệt, tam sư muội, tình huống của cô ấy như thế nào rồi? Gương mặt xinh đẹp của tiểu độc tiên vô cùng nghiêm túc, đứa bé sắp ra đời, nhưng mà nó quá cường đại. Cộng thêm giới U Minh có âm khí quá nặng, đứa bé đang liều mạng hấp thu tinh khí của mẹ, Xá Nguyệt có thể sẽ gặp nguy hiểm đến sinh mạng. Cái gì? Gương mặt xinh đẹp của Thiên Nhận Băng biến sắc, khẽ quát một tiếng, Lạc Ly. Tử Cơ, Yêu Yêu. Chu Lạc Ly, Khương Tử Cơ, Đạm Đài Yêu Yêu xông lại, nhị sư tỷ. Đôi mắt đẹp của Thiên Nhận Băng vô cùng nghiêm nghị, tình huống bây giờ của Xá Nguyệt vô cùng nguy hiểm, chúng a cần đưa một phần tinh khí vào cơ thể cô ấy. Được. Ba người không chút do dự, trực tiếp cứa rách lòng bàn ai. Rót máu tươi vào trong cơ thể của Đông Phương Xá Nguyệt. Sau một lát, tình huống của Đông Phương Xá Nguyệt đã chuyển biến tốt đẹp hơn nhiều. Đúng lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện. Trên bụng Đông Phương Xá Nguyệt có mấy cái phủ văn sáng lên, hình thành một vòng xoáy giống như lỗ Danny. Chỉ trong chốc lát, tất cả lực lượng xung quanh toàn bộ luân hồi điện đều bị hút vào trong đó. Toàn bộ giới U Minh đều chấn động, lực lượng này. Khắp nơi trong giới U Minh, vô số người ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về hướng luân hồi điện. Động tĩnh to lớn này thậm chí còn khiến các vị diện xung quanh phải dao động. Khắp nơi trong huyền giới đều xảy ra động đất cấp 20, đất rung núi chuyển. Thần giới, bầu trời cũng phải run rẩy. Hàng chục ngàn phù văn hiện ra, cuối cùng mới ổn định được dao động. Chuyện gì xảy ra vậy? Xảy ra chuyện gì? Giới U Minh, hình như là ở hướng giới U Minh. Vô số cường giả thần giới đều đưa mắt nhìn về phía giới U Minh. Cùng lúc đó, bên ngoài luân hồi điện, một tiếng trẻ con khóc nỉ non vang lên. Hoa hoa! Tất cả dị tượng đột nhiên dừng lại. Chủ luân hồi vọt vào đại điện, là nam hay là nữ? Thiên Nhận Băng ôm tã lót, mỉm cười, bẩm điện chủ, cô Xá Nguyệt và tiểu sư đệ của tôi đã có thêm một đứa con gái rồi. Con gái! Chủ luân hồi tỏ vẻ mặt phức tạp, may mắn, thất vọng, vui vẻ, trống rỗng, các loại cảm xúc vô cùng phức tạp. Con gái, sao lại là con gái chứ? Con gái tốt mài. Chủ luân hồi lắc đầu, rồi lại gật đầu. Cuối cùng ánh mắt ông ta nghiêm lại. Nhìn mấy vị sư tỷ của Diệp Bắc Minh, thời gian này tiếp xúc, có lẽ các cô đã biết mục đích của bản tọa ồ. Nhưng từ dị tượng hôm nay có thể thấy, không bao lâu nữa người của thần giới sẽ xuống. Đến lúc đó, hoa tộc thượng cổ có thể thực sự không có cơ hội. Nếu các cô sợ chết, bây giờ có thể rời khỏi luân hồi điện. Vẻ mặt mấy sư tỷ biến sắc. Liền sau đó, Thiên Nhận Băng thụp một tiếng quỳ xuống đất, điện chủ, trước đây không biết kế hoạch của ông. Trở thành kẻ địch của ông, sau khi chúng tôi được biết tất cả, đều nghĩ rằng ông làm đúng. Đổi lại là bản thân chúng tôi, cũng chỉ có một lựa chọn này. Hơn nữa chúng tôi tự nguyện gia nhập luân hồi điện, bây giờ luân hồi điện gặp nguy hiểm, chúng tôi làm sao có thể bỏ đi. Đúng thế, điện chủ. Chúng tôi không đi, thề chết canh giữ luân hồi điện. Mấy người tiểu độc tiên, Chu Lạc Ly, Khương Tử Cơ, Đạm Đài Yêu Yêu, Liễu Như Khanh, Hoàng hậu Hồng Đào đều quỳ xuống đất. Điện chủ luân hồi điện trầm mặc. Hồi lâu sau, ông ta tâm tình nói, thôi được, đã như vậy. Bản tọa còn có một kế hoạch khác. Sau đó, chủ luân hồi nói ra tất cả, mấy vị sư tỷ lúc thì kinh ngạc, lúc thì nghi hoặc. Lúc thì như hiểu ra, lúc thì kinh hãi. Cuối cùng, từng người trợn mắt há hộc miệng nhìn luân hồi điện, điện chủ, việc này. Có thể được không? Chủ luân hồi mỉm cười, có làm được không, thì xem các cô rồi. Và cả, Diệp Bắc Minh Hồ. Hít sâu một hơi, bản tọa tuyên bố, bắt đầu từ bây giờ Diệp Bắc Minh là chủ luân hồi kế nhiệm. Các cô về thần giới trước đợi cậu ta đi, đợi sau khi gặp được tên nhóc này, nói với cậu ta tất cả. Bỗng nhiên, âm ầm, sâu trong bầu trời vang lên một hồi dao động không gian dữ dội. Chủ luân hồi cao mày, có vài người quen đến rồi, các cô mau đi đi. Liền sau đó, chủ luân hồi vươn tay ra tóm, xé rách một mảng không gian. Điện chủ, phải đi thì cùng đi.
Chủ luân hồi lướt nhìn chấn động sâu trong bầu trời một cái, lắc đầu, nếu tôi không chết, họ sẽ không yên tâm. Nhớ kỹ lời của tôi, Diệp Bắc Minh là hy vọng cuối cùng của hoa tộc thượng cổ và luân hồi điện. Một luồng sức mạnh cuốn đến. Cuốn theo cả mấy vị sư tỷ cùng con gái trong nôi của Đông Phương Xá Nguyệt mới sinh vào trong. Lúc không gian đóng lại, sâu trong bầu trời nứt ra một đường. Mấy bóng hình từ trong đi ra, âm ầm. Trong phút chốc, hàng vạn đường sấm sét màu bạc bùng lên, giống như một trận lôi kiếp cực kỳ đáng sợ. Mấy bóng hình dẫm chân lên lôi điện, nắm giữ pháp tắc trật tự. Một ông lão cất giọng lạnh lùng, quả nhiên là ông, bao nhiêu năm qua ông vẫn gian xảo không chết. Một thanh niên nheo mắt, động tĩnh vừa rồi là ông làm hả? Diệp Vô Nhai, ông chuyển thế trọng sinh 9 lần, bị chúng tôi giết 9 lần. Chút tàn hồn cuối cùng thoi thóp hơi tàn, sống tạm qua ngày yên ổn không tốt sao? Tại sao cứ phải gây ra chuyện lớn như vậy, bây giờ chúng tôi muốn không giết ông cũng khó. Chủ luân hồi phì cười, một đám người đạo mạo ra vẻ, là các người đã cướp khí vận hoa tộc thượng cổ. Muốn giết cứ giết, nhiều lời thế làm gì? Ha ha ha! Trong sấm sét màu bạc, một cô gái phát ra tiếng cười như chuông bạc, khí vận cuối cùng của hoa tộc, đã bị Tam Hoàng Ngũ Đế tiêu hao rồi. Diệp Vô Nhai, ông là huyết mạch cuối cùng của hoa tộc, ông thực sự nghĩ chúng tôi không biết ông còn sống sao? Bắt đầu từ ngày ông trọng sinh, chúng tôi đã chú ý đến hành động của ông. Bây giờ chúng tôi chơi đủ rồi, ông, có thể chết được rồi. Vừa dứt lời, cô gái đưa ra bàn tay mềm mại. Nghiền áp về phía chủ luân hồi. Chủ luân hồi quát lớn một tiếng, đến chiến đi. Cùng lúc đó, sơn động cấm địa của học viện viễn cổ. Diệp Bắc Minh mở mắt, ngay cả con mắt thần ma thứ ba ở giữa đôi lông mày cũng lặng lẽ mở ra. Khí tức biến mất rồi. Khí tức liên quan đến huyết mạch của tôi biến mất rồi. Tiểu tháp, con của tôi gặp nguy hiểm. Diệp Bắc Minh vô cùng lo lắng. Thậm chí, anh định đứng lên, xông ra khỏi động huyệt. Giọng của tháp càn khôn chấn ngục vang lên, cậu nhóc, bây giờ cậu xông ra sợ rằng sẽ mất công. Đông Phương Xá Nguyệt được chủ luân hồi đưa đến giới U Minh, cậu biết vào giới U Minh bằng cách nào không? Nói cách khác, bây giờ cậu đang ở giới U Minh. Với tình hình của cậu, là đối thủ của chủ luân hồi sao? Cậu bình tĩnh trước đã, quan tâm tác loạn đấy. Diệp Bắc Minh lập tức bình tĩnh lại, đúng, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Chỉ có dung hợp xương chí tôn, hồi phục thực lực, tôi mới có cơ hội tìm hỏi. Nghĩ đến đây, Diệp Bắc Minh bình tĩnh lại. Thần niệm tiến vào trong lĩnh vực tuyệt đối, chuẩn bị thử dung hợp xương chí tôn lần nữa. Lắc một cái một tháng trôi qua. Trên võ đài học viện viễn cổ, hầu tử lại lên thách chiến hạng cửu U. Vãi, chẳng lẽ tiểu hầu tử này đánh không chết ư hai? Sau khi được biết tin... Hạng cửu U đập một chưởng vỡ bàn gỗ đàn hương đắt tiên trong phòng luyện công. Trực tiếp xông đến võ đài. Trận chiến này, hầu tử vẫn bị thương nặng. Lúc còn hơi thở cuối cùng thì đầu hàng. Sau đó, tháng thứ hai, tháng thứ ba, tháng thứ tư, tháng thứ năm. Sau mỗi lần hầu tử bị thương, sẽ lại xông lên võ đài lần nữa. Hạng cửu U chấn hãi phát hiện, mỗi lần hầu tử lên võ đài, thực lực lại mạnh lên một bậc. Cả nửa năm. Hầu tử gần như nửa tháng lại lên một cảnh giới lớn. Đến khi còn 7 ngày cuối cùng là đến ngày thần giáng. Phụt! Một đường kiếm mang màu vàng xông phá học viện viễn cổ, một luồng khí tức cảnh giới đế lan đến. Có người đột phá cảnh giới đế rồi, là vị sư huynh nào? Học viện viễn cổ gần như tất cả mọi người đều ngẩng đầu, nhìn về hướng kiếm khí màu vàng. Cuối cùng, tin tức truyền ra, là một cái tên mà tất cả đều không nghĩ đến. Hầu tử, Vương Khinh Hầu, ngay cả bị hạng cửu U bạo ngược cả một năm, lại thành công tiến vào cảnh giới đế. Tiểu hầu tử đó tiến vào cảnh giới đế, làm sao có thể? Xuyệt, anh ta đã không còn là tiểu hầu tử nữa, sau này gặp người ta phải gọi Vương Sư Huy nhồ. Vương Sư Huynh, cả học viện viễn cổ xôn xao. Sau khi hạng cửu U được biết tin, kinh hãi đến không khép được miệng, đáng chết. Rốt cuộc tên tiểu hầu tử đó là thế nào? Chẳng lẽ Diệp Bắc Minh mượn xác hoàn hồn, cướp đoạt hầu tử này? Đại điện học viện viễn cổ. Mấy người kiếm phá thiên, Trương Tuyệt Long, Tân Bách Hùng, Phong Tuyệt Tình nhìn kiếm khí màu vàng ngút trời đó. Ba người tỏ vẻ ngạc nhiên. Chỉ có khuôn mặt già của kiếm phá thiên đỏ bừng tốt, được.
Kiếm viện ta có người kế tục rồi. Trương Tuyệt Long cau chặt mày, chẳng lẽ tên nhóc này còn nghịch thiên hơn Diệp Bắc Minh? Trong một năm ngắn ngủi đã từ một tên phế vật tiến vào cảnh giới đế. Tốc độ này, quá khủng bố rồi. Chim ngốc bay trước. Tần Bách Hùng lắc đầu, cũng vô cùng khó hiểu. Trong lúc mấy người bàn luận, gru, một tiếng rồng gầm khác vang lên, một con huyết long khủng bố xông ra từ sâu trong cấm địa học viện viễn cổi. Khí tức cường mạnh hoàn toàn che lấp thanh thế rồng vàng của hầu tử. Tiếng rồng gầm lớn khiến cả học viện viễn cổ chấn rung. Rất nhiều người chừng mở to con mắt, kinh hãi nhìn sang sâu trong cấm địa. Khí tức này, chẳng lẽ là Diệp Bắc Minh, đúng là anh ta, bế quan một năm, anh ta xuất quan rồi. Trời ơi, khí thế còn mạnh hơn cảnh giới đế, chẳng lẽ anh a tiến vào cảnh giới đế tôn rồi. Hàng trăm ngàn đệ tử cùng ngẩng đầu, nhìn về hướng cấm địa. Sau khi kiếm phá thiên cảm nhận được khí tức này, vui mừng cậu nhóc Diệp. Là cậu ta, nhất định là cậu ta. Bước ra một bước, đi về phía cấm địa hậu sơn. Việc này, hai người Trương Tuyệt Long và Tần Bách Hùng quay sang nhìn nhô. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Trương Tuyệt Long ngẩn người tại chỗ, tên nhóc này chắc không phải vượt cảnh giới đế thật chứ. Lúc trước ông ta đối xử với Diệp Bách Minh như vậy, chẳng may đối phương báo thù. Tần Bách Hùng nuốt nước miếng, đâu có nhanh như vậy. Tên nhóc này vốn bị phế rồi. Mới chưa đến một năm. Chẳng lẽ cậu ta không những hồi phục, còn tăng mấy cảnh giới lớn ư? Mặc kệ có phải hay không, đi xem rồi tính. Đi. Hai người không nhịn được nữa, mau chóng đi về hướng cấm địa. Phong Tuyệt Tình đi đến cửa đại điện, nhìn huyết long chen không trung cấm địa, thiên phú của tên nhóc này thực sự khủng bố vậy sao? Cục diện chết chắc, cậu ta có thể sống lại ư? Cùng lúc đó, mấy người Chu Nhược Giai cũng bất ngờ vui mừng phát hiện biến cố ở hậu sơn. Bắc Minh, chắc chắn là anh ấy sắp xuất quan rồi. Chu Nhược Giai đã không đợi được, kích động đi về phía hậu sơn. Mấy người Long Khuynh Vũ, Mạc Phong Hành, Mạc Đình Đình thấy vậy, tất cả cũng chạy theo ra. Hậu tử còn chưa định thần lại từ trong niềm vui tăng cấp, sau khi nhìn thấy huyết long trên không trung cấm địa. Sư phụ, là anh Diệp xuất quan. Ném lại một câu, rồi đi về phía cấm địa. Hoa Linh Lung ngẩn người tại chỗ. Ngây ra hồi lâu mới phản ứng lại, Diệp Bắc Minh, cuối cùng anh cũng xuất quan rồi. Lúc này, Hạng Cửu U đứng trước cửa sổ, nhìn chằm chằm huyết long trên không trung. Đôi mắt đầy máu, con người dường như sắp nổ ran không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Hạng Cửu U như phát điên, làm sao hắn có thể vượt cảnh giới đế khí tức này là giả, chắc chắn là giả. Lê Mộng Ly ở bên cạnh ngây ra như gỗ, vô cùng chấn hãi nhìn chằm chằm huyết long đó. Trong lòng nổi lên làn sóng sợ hãi, sao lại thế này? Hắn đã tàn phế. Một năm, lại xuất quan thật ư. Chẳng lẽ hắn hồi phục thực lực rồi? Nếu không làm sao có động tĩnh lớn như vậy? Không được, mình phải đi xem sao. Nghĩ đến đây, Lê Mộng Ly mau chóng chạy đến cấm địa. Ly Nhi. Mặc cho Hạng Cửu U gọi thế nào, Lê Mộng Ly như không nghe thấy. Đáng chết. Hạng Cửu U lục thần vô chủ. Nếu Diệp Bắc Minh hồi phục thực lực thật, anh ta nhằm vào phụ nữ và anh em của Diệp Bắc Minh như vậy. Nghĩ đến đây, nỗi sợ hãi không lạnh mà run nổi lên. Hay là, bỏ chạy, Hạng Cửu U sợ thực sự. Ly Ân sau đó, anh ta lại nắm chặt năm đấm, không cam tâm, mình không cam tâm. Còn mấy ngày nữa, mình có thể tham gia tuyển chọn thần giáng. Nếu bây giờ mình bỏ đi, tất cả công sức đều vô ích. Mình không thể đi. Bây giờ mình là đệ tử top 5 của học viện viễn cổ, cho dù Diệp Bắc Minh hồi phục thực lực thật, chẳng lẽ hắn có thể giết mình? Nghĩ đến đây, Hạng Cửu U cắn răng, đi đến cấm địa. Bên ngoài cấm địa, người đông nghìn nghịt. Hàng trăm người vươn đầu trông ngóng, nhìn chằm chằm huyết long lượn tròn thành vòng xoáy trên không trung cấm địa. Trong cả học viện viễn cổ, lượng lớn sức mạnh ngưng tụ về huyết long. Hóa thành một cột sáng màu máu, chui vào trong một động huyệt trong đó. Chu Nhược Giai ôm chặt miệng nhỏ, là động huyệt của Bắc Minh bế quan. Cậu Diệp, tốt quá rồi. Long Khuynh Vũ kích động nhảy lên. Đôi mắt Mạc Phong Hành và Mạc Đình Đình tỏa ra hào quang. Hầu tử chạy đến hiện trường, kích động ngửa cổ cười lớn, ha ha ha, anh Diệp, cuối cùng anh sắp xuất quan rồi. Nhìn khí thế này,
tôi xem sau này học viện viễn cổ ai dám coi thường NHTL. Ánh mắt trầm xuống, không hề khách sáo nhìn sang mấy người Trương Tuyệt Long ở phía không gian. Sắc mặt Trương Tuyệt Long cực kỳ khó coi. Sắc mặt Tân Bách Hùng bên cạnh cũng trắng bệch. Tuy ông ta không quá đáng như Trương Tuyệt Long, nếu Diệp Bắc Minh thực sự muốn tính sổ, ông ta chắc chắn không có kết quả tốt. Bây giờ chỉ có thể cầu nguyện, tên nhóc này chưa hồi phục. Nhưng khí thế này, hai người ngẩng đầu nhìn huyết long trên không trung cấm địa, rõ ràng không thể nào. Lúc Lê Mộng Ly chạy đến hiện trường, suýt nữa ngồi phệt xuống đất. Khuôn mặt trắng bệch như tuyết. Hạng Cửu U chạy đến phía sau, sợ đến trái tim như sắp nổ tung, nhìn chằm chằm động huyệt đó. Rắc, một tiếng thanh thúy. Cửa đá của sơn động hiện lên một đường vân nứt, tất cả mọi người có mặt nín thời. Nhìn cửa đá không chớp mắt, âm ầm, một tiếng vang lên, cửa đá âm ầm sập đổi. Một thanh niên từ trong đi ra, hiển nhiên hơi bất ngờ, sao đông người thế? Ông xã, Chu Nhược Giai chạy như bay đến, nước mắt rào rào lao vào lòng Diệp Bắc Miên Hy. Hầu tử chạy đến thứ hai. Cố kiềm chế kích động muốn ôm Diệp Bắc Minh hôn mấy cái, đôi mắt đỏ bừng hét một câu, anh Diệp. Hầu tử, anh vào cảnh giới đế rồi. Diệp Bắc Minh hơi bất ngờ. Hầu tử gật đầu mạnh, Mấy người Hoa Linh Lung, Long Khuynh Vũ, Mạc Phong Hành, Mạc Đình Đình cũng chạy đến, nhìn Diệp Bắc Minh với vẻ mặt kích động. Bỗng nhiên Tần Bách Hùng nghỉ hoặc nói, không đúng, sao không cảm nhận được khí tức cảnh giới nào trên người tên nhóc này. Cho dù khí huyết trên người cực kỳ thịnh, còn cảnh giới lại không có. Trương Tuyệt Long bên cạnh gật đầu, đúng thế, tôi cũng cảm nhận được. Kiếm Phá Thiên cau chặt mày. Ông ta đâu phải không cảm nhận được. Diệp Bắc Minh không có khí tức cảnh giới nào. Cho nên, vừa nãy ông ta không xông đến, mà vẫn luôn quan sát Diệp Bắc Miên Hy. Cuối cùng, Kiếm Phá Thiên không nhìn được hỏi, cậu nhóc Diệp, thương tích của cậu đã khỏi chưa? Diệp Bắc Minh cười gật đầu, cảm ơn tiền bối quan tâm, thương tích của tôi khỏi hoàn toàn rồi. Mấy người Trương Tuyệt Long, Tân Bách Hùng, Hạng Cửu U Lê Mộng Ly có thắt tim lại. Được, Kiếm Phá Thiên hơi kích động gật đầu, thế cảnh giới của cậu thì sao? Sao tôi không hề cảm nhận được khí tức cảnh giới của cậu? Diệp Bắc Minh mỉm cười, một năm này tôi chỉ chữa khỏi thương tích trên người, còn cảnh giới mất hết rồi. Toàn hiện trường tĩnh lặng, yên tĩnh đến đáng sợ. Tất cả mọi người mở to con mắt, không dám tin nhìn sang Diệp Bắc Minh. Từ sự kích động, kinh hãi ban đầu, biến thành nghi ngờ và thấy cổ quái. Kiếm Phá Thiên thầm kêu không ổn, liền hỏi một câu, vậy cậu, có thể tiếp tục luyện võ không? Diệp Bắc Minh suy nghĩ một lúc, nghiêm túc trả lời, hình như không được, đan điền của tôi không phản ứng nữa. Cái gì? Kiếm Phá Thiên ngẩn người tại chỗ. Trương Tuyệt Long ở bên cạnh suýt cười ra tiếng. Trái tim thấp thỏm lo âu hoàn toàn yên tâm. Tần Bách Hùng cũng lắc đầu, nhìn huyết long đã biến mất trên không trung cấm địa, gây khí thế lớn như vậy, dọa tôi sợ hết hồn. Cùng lúc đó, phía sau cùng đám đông vang lên tiếng cười sảng khoái, ha ha ha. Mẹ ơi, thì ra anh vẫn là tên phế vật của một năm trước. Tôi còn tưởng một năm nay, anh đã hồi phục khá ổn rồi đấy. Đan điền không phản ứng, há chẳng phải vẫn là phế vật ư? Soạt, tất cả mọi người quay đầu, Hạng Cửu U võ ngực đi ra khỏi đám đông. Lê Mộng Ly suy nghĩ, cũng chậm rãi đi theo ra. Diệp Bắc Minh cau mày, vẫn chưa lên tiếng. Hầu tử ở một bên hăng giọng, anh Diệp, trong một năm nay, chính hắn nhằm vào chúng tôi mọi nơi mọi chối. Để mọi người chịu ấm ức rồi. Diệp Bắc Minh gật đầu, tôi đã xuất quan, có những thứ chắc chắn phải đòi lại cả gốc lẫn lãi. Tuy anh vẫn luôn bế quan. Nhưng, anh vẫn luôn dõi theo tất cả mọi việc trong học viện viễn cổ thông qua tháp càn khôn chấn ngục. Hạng Cửu U phì cười một tiếng, dựa vào anh. Diệp Bắc Minh chẳng thèm phí lời, dậm chân. Soạt. Một luồng gió mạnh đáng sợ vù vù thổi đến. Mọi người còn chưa nhìn rõ là chuyện gì, Diệp Bắc Minh đã đứng trước người Hạng Cửu U ai. Nhanh gọn dứt khoát, tấn công ra một quyền. Ngay cả cơ hội phản kháng mà Hạng Cửu U cũng không có, phập một tiếng hóa thành xương máu. Hạng Cửu U, chết. Bị Diệp Bắc Minh đánh chết bằng một quyền trước mặt tất cả mọi người. Cả bên ngoài cấm địa tĩnh lặng như cái chết. Con người của hàng trăm ngàn người như sắp nổ tung. Chẳng phải Diệp Bắc Minh không còn cảnh giới sao? Lại có thể đánh chết Hạng Cửu U có cảnh giới đế bằng một quyền.
Làm được bằng cách nào chứ? Lê Mộng Ly phía sau Hạng Cửu U đứng tại chỗ, khắp người đều là máu tươi của Hạng Cửu U ai. Cô ta cũng không dám động đậy, cứ vậy nhìn Diệp Bắc Minh bằng ánh mắt sợ hãi, cậu Diệp. Tôi. Diệp Bắc Minh chẳng thèm nhìn cô ta một cái. Trực tiếp phớt lờ. Lúc này, nhìn rõ chưa? Đồng tử của Trương Tuyệt Long điên cuồng co lại, chẳng phải cậu ta không còn cảnh giới, không thể sử dụng võ lực sao? Không phải võ lực. Một giọng nói run run vang lên. Trương Tuyệt Long bất giác quay đầu, kinh ngạc nhìn Tân Bách Hùng đang run rẩy ở một bên. Lão Tân, cho dù tên nhóc này có thể dùng võ lực, ông cũng không đến nỗi run rẩy thế chứ. Ông vốn không hiểu, thế mới càng đáng sợ sao? Tân Bách Hùng điên cuồng nuốt nước bọt, tốc độ và sức mạnh vừa nãy của tên nhóc này toàn bộ đều từ thân thể. Làm sao? Không thể nào. Trương Tuyệt Long sợ giật mình. Tốc độ mà mắt thường không bắt được. Còn cả sức mạnh đánh chết cảnh giới đế bằng một quyền. Ông nói cậu ta không dùng võ lực, mà dựa vào sức mạnh thân thể. Mẹ kiếp, đây đúng là nghịch thiên mở cửa cho nghịch thiên quá rồi. Chẳng trách Trương Tuyệt Long sợ đến như vậy. Bỗng nhiên, giọng của Diệp Bắc Minh vang lên, ôi trời, nơi này cũng không phải là võ đài của học viện. Tôi lại đánh chết đồng môn, hai vị viện trưởng không trách tôi chứ. Nói xong, ánh mắt nghiêm lại. Nhìn sang Trương Tuyệt Long và Tân Bách Hùng. Không có che đậy sát ý. Hạng Cửu U nhằm vào mấy người nhược giai, hầu tử, chắc chắn là có ông lão già này ủng hộ phía Xô. Nếu không, có kiếm phá thiên giúp đỡ quan tâm, họ không thể nào thảm như vậy. Cảm nhận được sát ý ngút trời của Diệp Bắc Minh. Sắc mặt của Trương Tuyệt Long trắng bệch, vội vàng nở nụ cười gượng, cậu nhóc Diệp. À không, Bắc Minh. Cậu làm tốt lắm. Hạng Cửu U không biết nặng nhẹ chế nhạo cậu trước nhiều người. Kẻ này chết là đáng đời. Đúng đúng đúng. Tân Bách Hùng vội gật đầu, Hạng Cửu U chết không đáng tiếc, không chỉ chúng tôi không trách cậu. Tin rằng những người khác trong học viện cũng sẽ không trách cậu. Hai viện trưởng quyền cao chức trọng, lúc này giống như hai thằng hề hùa theo. Diệp Bắc Minh cười thú vị, vậy sao? Một mình Hạng Cửu U lên đường rất cô đơn. Hai vị viện trưởng. Có muốn đi cùng anh ta không? Suýt. Lời vừa được nói ra, hàng trăm ngàn đệ tử của học viện viễn cổ hít khí lạnh. Hai người Trương Tuyệt Long và Tân Bách Hùng đỏ bừng đôi mắt. Cậu, căn chặt răng, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Cậu nhóc Diệp, đừng. Kiếm phá thiên kinh hãi, bước lên một bước đến trước người Diệp Bắc Minh. Nén thấp giọng, nhìn vào sâu trong cấm địa, nơi này là học viện viễn cổ, bề ngoài hai vị viện trưởng này cũng chưa. Từng làm sai gì? Nếu cậu ra tay giết họ, sợ rằng mấy lão tổ trong cấm địa sẽ không ngồi yên không quản. Đừng kích động, nói xong, còn tóm chặt tay của Diệp Bắc Minh. Lúc bế quan, Diệp Bắc Minh thực sự cảm nhận được khí tức thâm sâu khó lường sâu trong cấm địa. Khế thu lại sát ý. Được, tôi nể mặt kiếm tiền bối. Liên sau đó, bước một bước về bên cạnh Chu Nhược Giai, ở đây đông người phức tạp, chúng ta đến chỗ khác hàn huyên. Nghe theo anh hết. Chu Nhược Giai ngoan ngoãn gật đầu. Hàng trăm ngàn người nhường ra một lối đi, mặc cho đám người Diệp Bắc Minh rời đi. Phù. Nhìn Diệp Bắc Minh rời đi, Trương Tuyệt Long và Tân Bách Hùng thở nhẹ nhõm một hơi. Hai người nhanh chóng biến mất. Về đến chỗ ở, một người hầu đi đến, viện trưởng, ông về rồi. Cút. Trương Tuyệt Long quát một tiếng, đập người này thành xương máu. Gào thét như phát điên, đáng chết. Đáng chết, đáng chết. Tên xúc sinh này thật to gan, lại uy hiếp chúng ta trước mặt hàng trăm ngàn người. Tần Bách Hùng sâm mặt, nếu không phải kiêng sợ mấy vị lão tổ sâu trong cấm địa, sợ là tên xúc sinh này ra tay giết chúng ta thật đấy. Không được. Trương Tuyệt Long đỏ bừng đôi mắt, như đang nhỏ máu, không được, không thể ngồi đợi chết. Tên xúc sinh này đã động sát tâm với chúng ta, với tính cách của tên xúc sinh này, có cơ hội nhất định sẽ giết chúng ta. Vậy phải làm thế nào? Hay là bỏ chạy? Tần Bách Hùng hơi hoang mang, bỏ trốn khỏi học viện viễn cổ, huyền giới lớn như vậy, tên xúc sinh này cũng không tìm được chúng ta. Chạy! Trương Tuyệt Long hằm hằm nhìn chằm chằm Tân Bách. Hùng, phế vật vô dụng, nói thế nào ông cũng là cảnh giới đế tôn. Bị một tên xúc sinh vắt mũi chưa sạch dọa sợ đến bỏ trốn khỏi học viện viễn cổ, sau này cả đời con cháu nhà họ Tần ông cũng không ngẩng đầu nổi. Vậy phải làm thế nào? Tần Bách Hùng đỏ con mắt.
Trương Tuyệt Long lạnh lùng lên tiếng, ra tay trước là tốt nhất, ngày mai hai vị thiên sứ sẽ xuống học viện viễn cổ xác định danh sách tham dự tuyển chọn thần giáng. Diệp Bắc Minh nhất định sẽ lấy thay thế hạng cửu U. Tôi có thể liên hệ với một vị thiên sứ trong đó, bảo ông ta ngày mai hỏi thêm Diệp Bắc Minh mấy câu. Với tính cách của tên súc sinh này, cho dù đối diện với thiên sứ cũng chắc chắn không cúi đầu. Đến lúc đó, một khi tên súc sinh này phản kháng, thần sứ ra tay giết hắn. Rất hợp lý phải không? Tân Bách Hùng sáng mắt lên, hợp lý, quá hợp lý. Lão Trương, ông quen biết thần sứ mà sao không nói sớm? Sớm biết ông có mối quan hệ này, tôi còn sợ cái gì? Mấy người Diệp Bắc Minh về đến viện, đi vào một đại điện lớn. Kiếm Phá Thiên đuổi hết những người không phận sự ra, đóng cửa lại. Lúc này, trong phòng chỉ còn lại Diệp Bắc Minh, Hầu Tử, Chu Nhược Giai, Long Khuynh Vũ. Đám người Hoa Linh Lung, Mạc Phong Hành, Mạc Đình Đình. Cậu nhóc Diệp, sức mạnh một quyền của cậu rốt cuộc khủng bố đến mức nào, Kiếm Phá Thiên nghỉ hoặc hỏi. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một lúc, lắc đầu tôi cũng không biết. Kiếm Phá Thiên trầm mặc một lát, cậu nhóc Diệp, bây giờ cậu dùng sức mạnh lớn nhất thử đấm một quyền cho tôi xem L. Diệp Bắc Minh ngẩn người, Kiếm Tiền Bối, ông chắc chắn không? Chắc chắn. Kiếm Phá Thiên chắc chắn gật đùa, lùi lại mười mấy bước bày tư thế phòng ngự. Diệp Bắc Minh trực tiếp tấn công ra một quyền, âm ầm, giống như sét đánh, trời đất sập đổ. Không khí xung quanh phát ra tiếng nổ bức bối, tất cả nội thất trong cả đại điện đều hóa thành bột vụn ngay tại chỗ. Phụt, Kiếm Phá Thiên vốn không đỡ được sức mạnh của quyền này, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Sau khi lùi lại mấy chục bước, cơ thể đập mạnh lên cửa lớn của đại điện. Nếu không phải đại điện có trận pháp bảo vệ, e rằng sẽ bị sức mạnh của cú đấm của Diệp Bắc Minh đánh đến chấn rung sập đổ ngay tại chỗ. Cậu nhóc Diệp, cậu! Kiếm Phá Thiên lau sạch máu tươi ở khóe miệng, lục phủ ngũ tạng đau dữ dội. Nhìn Diệp Bắc Minh với vẻ mặt kinh hãi, uy lực của cú đấm này thực sự là cậu chỉ dựa vào sức mạnh thân thể thôi ư. Đây là 10 phần sức mạnh sao? Diệp Bắc Minh gật đầu, có lẽ khoảng 7 phần. Nếu sử dụng 10 phần sức mạnh thật, tôi sợ sẽ đánh chết Kiếm Tiền Bối. Cậu! Kiếm Phá Thiên giật khóe miệng, nhìn Diệp Bắc Minh bằng ánh mắt quái dị một cái. Tên nhóc cậu đúng là không nể mặt ta. Sau đó, không nhịn được cười lớn, ha ha ha. Tên nhóc thối cậu ăn nói thế nào vậy? Sắc mặt bỗng trở nên nghiêm trọng, 7 phần sức mạnh đã có thể đánh tôi thương nặng, mà tôi còn dùng toàn lực để phòng ngự. Nếu thực chiến, bỗng dừng tôi ăn một quyền 10 phần sức mạnh. Dừng một chút, nhìn Diệp Bắc Minh sâu sắc một cái. Sẽ chết thật. Diệp Bắc Minh cười không nói gì. Trên thực tế, một quyền này cùng lắm chỉ có 2 phần sức mạnh của Xương Chí Tôn. Một quyền vừa nãy đánh chết hạng cửu U, cũng chưa đến 1 phần sức mạnh. Một quyền 10 phần sức mạnh, cho dù Kiếm Phá Thiên toàn lực chống đỡ. Anh cũng nắm chắc một quyền đánh Kiếm Phá Thiên thành xương máu. May mà Kiếm Phá Thiên không biết, nếu không lại không biết ông ta sẽ tỏ vẻ thế nào. Vãi, Hầu Tử dậm mạnh một cái, anh Diệp, lợi hại quá. Tôi còn tưởng trong 1 năm tôi tiến vào cảnh giới đế đã là nghịch thiên rồi. Không ngờ luận mức độ nghịch thiên, vẫn chưa bằng e nhị. Diệp Bắc Minh cười, vỗ vai Hầu Tử, 1 năm nay vất vả cho anh rồi. Hầu Tử đỏ mắt, he he, chút khổ này có là gì? Chỉ là bị người ta đánh thành tàn phế gần 10 lần thôi mà. Cũng không phải không vượt qua được. Nhược Giai mới khổ nhất, mọi người chuyển ánh mắt, nhìn sang Chu Nhược Giai. Cô ấy đứng bên ngoài đám người nhất, đôi mắt đẹp đỏ bừng, lặng lẽ nhìn Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh đau lòng. Chậm rãi đi đến nắm tay của Chu Nhược Giai, Nhược Giai, xin lỗi để em chịu khổ rồi. Chu Nhược Giai cười lắc đầu, ôm chầm lấy Diệp Bắc Minh. Mọi người mỉm cười nhìn hai người. Bỗng nhiên, khu khụ, Kiếm Phá Thiên ho khan 2 tiếng, hết chuyện để làm rồi phải không? Đi đi đi, để chỗ này cho hỏi. Mọi người mới hiểu ra, đều quay người lui ra khỏi đại điện. Đôi mắt của Long Khuynh Vũ lóe lên vẻ thất vọng. Đợi sau khi mọi người rời đi, hai người thổ lộ tâm sự với nhau. Ông xã, 1 năm nay anh sống thế nào? Họ đều nói anh đã bị phế rồi. Nhưng em không tin, Chu Nhược Giai dựa vào lòng Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh cười nói, đan điền của anh bị vỡ, xương cốt gãy hết, kinh mạch cùng đứt.
Về mặt ý nghĩa nào đó mà nói, anh đúng là bị phế rồi. Hả? Chu Nhược Giai căng thẳng ngẩng đầu, nhưng chẳng phải bây giờ anh vẫn khỏe mạnh sao? Diệp Bắc Minh cười, chồng em may mắn nghịch thiên, đã dung hợp xương chí tôn. Đúc tạo lại cơ thể máu thịt, không những hồi phục sức mạnh. Ngay cả độ mạnh cơ thể cũng tăng lên không chỉ trăm lần, bây giờ anh có thể đánh chết cơ thể chân tiên bằng một quyền. Hừ, Chu Nhược Giai hừ một tiếng, lại bắt đầu bóc phét rồi, cái gì mà xương chí tôn? Còn một quyền đánh chết cơ thể chân tiên, em không tin đâu. Em chỉ cần anh sống là được, bất luận là phế nhân hay là thiên tài, em chỉ cần anh sống. Hai người ôm nhau, thủ thỉ với nhau, đang vào độ tuổi sức lực dồi dào. Chẳng bao lâu, tay của Diệp Bắc Minh bắt đầu không ngoan ngoãn. Mỗi lần lần mò, đều khiến Chu Nhược Giai có cảm giác như chạm vào điện. Cuối cùng, đôi mắt của cô càng lúc càng mơ màng, ông xã, để em thử xương chí tôn của anh. Sáng sớm ngày hôm sau, choang, 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 hai người bị tiếng chuông làm tỉnh giấc, Chu Nhược Giai vội bò dậy, ôi trời, em suýt nữa quên mất hôm nay là ngày sứ thần giáng xuống học viện. Chuông thiên hồn vang lên, chắc chắn là thiên sứ đã đến. Ông xã, chúng ta mau đi tập trung đi. Cô kéo Diệp Bắc Minh mau chóng thay quần áo, hai người vội vàng đến quảng trường học viện. Hàng trăm ngàn đệ tử đã đứng trên quảng trường ngay ngắn. Mấy vị viện trưởng và cả mấy chục vị trưởng lão đều đứng yên lặng dưới bục. Có hai thanh niên một nam một nữ đang ngồi trên đài cao. Ngoài họ ra, tám đệ tử của học viện viễn cổ như Hầu Tử, Long Khuynh Vũ, Lê Mộng Ly đều đứng trước người hai người đàn ông trẻ. Đang được họ kiểm duyệt. Tất cả mọi người đều yên tĩnh đứng đó. Diệp Bắc Minh kéo theo Chu Nhược Giai xuất hiện vô cùng đột ngột. Kiếm Phá Thiên nhìn thấy hai người. Thầm kêu không ổn, thanh niên sức lực dồi dào đúng là hỏng chuyện. Trương Tuyệt Long và Tân Bách Hùng quay sang nhìn nhau một cái. Suýt nữa cười ra tiếng, không nhịn được truyền âm, tên nhóc này đúng là việc thành không có, việc bại có thừa, cho dù chúng ta không liên hệ với thần sứ. Chỉ với việc tên nhóc này đến muộn, cũng là không nể mặt thần sứ. Tân Bách Hùng truyền âm, ha ha ha, có kịch hay xem rồi. Quả nhiên. Nam nữ trẻ trên đài cao cao mày, ánh mắt nhìn sang hai người Diệp Bắc Minh và Chu Nhược Rêu. Sao lại là anh ta? Đôi mắt của cô gái chấn động, chẳng phải anh ta đã bị phế ổi ư? Sao vẫn chưa rời khỏi học viện viễn cổ? Cô ta chính là Ngư Thất Tình. Thanh niên bên cạnh cảm thấy sự dao động của Ngư Thất Tình, thản nhiên hỏi, sao thế? Cô Ngư quen họ ư? Ngư Thất Tình suy nghĩ một lúc, anh ta tên là Diệp Bắc Minh, cũng coi là quen biết. Còn người bên cạnh, cau chặt mày, hai người vẫn tay trong tay ở quảng trường, không quen ồ. Chàng thanh niên gật đầu, bình tĩnh lên tiếng, buổi lễ quan trọng như này họ lại đến muộn. Đáng tội gì? Giọng điệu rất thản nhiên. Rơi vào bên tai hàng trăm ngàn người học viện viễn cổ lại như sét đánh ngang tai. Rất nhiều đệ tử không chịu nổi áp lực này, thụp một tiếng quỳ xuống đất. Hỏng rồi, vẻ mặt Kiếm Phá Thiên biến sắc. Trương Tuyệt Long và Tân Bách Hùng cười lạnh lùng không thôi. Họ muốn xem, Diệp Bắc Minh sẽ ứng phó thế nào. Nhưng bất luận anh ứng phó thế nào, hôm nay cũng chỉ có một con đường chết. Lúc này, giọng của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên, cậu nhóc, thanh niên trên đài cao có sát ý với cậu. Tuy che giấu rất tốt, nhưng vẫn bị bản tháp cảm nhận được. Diệp Bắc Minh cau mày, không đến mức chứ, tôi mới lần đầu gặp hắn. Cho dù tôi đến muộn. Không đến mức vì chuyện này mà muốn giết tôi chứ. Bất kể là ai, cho dù là thân sứ muốn giết tôi cũng không đơn giản như vậy. Liền sau đó, Diệp Bắc Minh ngẩng đầu nhìn đài cao, thần nhiên trả lời một câu, xin lỗi, chúng tôi đến muộn. Nói xong, dưới con mắt của tất cả mọi người, kéo Chu Nhược Giai chậm rãi đi lên đài cao. Hàng trăm ngàn người sửng sốt, một câu xin lỗi thế là xong. Dưới sự quan sát của mọi người, Diệp Bắc Minh kéo Chu Nhược Giai đi lên đài cao. Nhìn sang Ngư Thất Tình, cô Ngư, đã lâu không gặp. Trực tiếp bỏ qua thanh niên ở một bên. Hả? Ngư Thất Tình ngẩn người. Cô ta không ngờ Diệp Bắc Minh dám chào hỏi cô tan. Sắc mặt chàng thanh niên tái xanh, vẻ mặt vốn bình thản cũng không nhịn được rung lên, lửa giận trong đôi mắt càng bùng ra không thể kiềm chế. Sát ý vốn che giấu trong lòng càng bùng phát ra không hề che đậy. Chàng thanh niên cất giọng âm u, cậu nhóc,
đây là thái độ của cậu hả? Liền sau đó, cảnh tượng khiến người ta bùng nổ xuất hiện. Đã kịp chuyển chữ. Các bạn chờ nha. Khi đủ tập mình sẽ đăng tiếp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 84.